ghế đỏ nào. Hello mọi người, hôm nay em lên muộn một xíu bởi vì là hello mọi người, trời ơi sao đi xong về mình em béo dã man, mọi người thấy em béo không? Mà cái này xong thì béo nhờ, béo như một con lợn ý. Đây em kể cho mọi người nghe một cái chuyện là đi Sapa. Thì em vừa mới về thì nói chung là rất là kiểu tình cờ luôn ấy mọi người, vào em buôn cho mọi người buôn chuyện. Hôm nay em mượn cái ghế, nhanh lên. Hello các chị đẹp, mọi người đã ngủ hết chưa? Trời ơi, định là hôm nay không livestream đâu nhưng vì đã hứa với mọi người rồi ấy, thế nên là em livestream mọi người một xíu. Em kể cho mọi người nghe cái vụ em đi Sapa gặp khách của em thật sự luôn. Hello mọi người. Mọi người thích tặng cái áo rồi nhưng mặc không? Áo này là áo chất len nhá, yếm len mặc rất là dày dặn luôn. Cái áo này mọi người có thích không, em tặng cho mọi người luôn này. Cái mã yếm này mọi người mặc với vest cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh, mà cái chất yếm của nó là chất yếm len nhá, chứ không phải là yếm ấy đâu, chất là yếm len nhá. Em đang mặc với bra. Yếm len mặc rất đẹp, mọi người chỉ mặc với cái áo ấy thôi. Hello các chị đẹp, mọi người ngủ hết chưa? Anh em mời ghế đỏ cái anh. Nghe mỏi quá. Hello mọi người. Hello tất cả các chị xinh đẹp. Hôm nay em định là không có livestream luôn đấy mọi người. Hello mọi người. Rồi. Mọi người thích mặc cái áo tặng yếm nhưng mà không, thực ra là ở ngoài ở trên ảnh ấy thì lúc nào cũng sẽ bị béo lên so với 5 cân ấy. Thì em kể cho mọi người, Đơn Nguyệt Quế ơi, Đơn Nguyệt Quế không nhớ là đi đâu bởi vì em Đơn Nguyệt Quế đi rồi à? Đã chị Quế đi rồi, thôi chết rồi. Quên mất của chị rồi. Con chơi thợi rồi. Hello mọi người vào đông đêm kể chuyện cho mọi người nghe. Cái chuyện mà em đi Sapa ấy, xong hôm đấy em đi Sapa thì rất là tình cờ bởi vì là em đi lần này thì em không có chủ đích là đi Sapa chơi mà em đi lễ ông Hoàng Bảy. Em đi lần Sapa lần này này. Thì là không có chủ đích là đi chị Hương Giang, em không có chủ đích là đi Sapa mà chỉ là đi lễ Hoàng Bảy thôi. Thì mọi người kiểu áo này tặng nè, mọi người comment nhanh, tao này tặng. Thực ra là em đi về em bị tăng cân. Chứ còn nếu mà bình thường mọi người mặc thì rất là xinh nhá, bởi vì cái áo yếm này nó là chất len, yếm là chất len. Mọi người comment tặng cho em yếm đi. Chị nào chia sẻ nhiều nhất cho em tầm khoảng độ 10 lần mọi người chia sẻ, xong mọi người chia sẻ nhanh cho em tặng cho mọi người yếm len này. Thì lúc ấy lên thì nghỉ ở một cái homestay nhỏ nhỏ ở Sapa thôi. Thì cái Sapa em không là người book mà bạn em là người book, bởi vì không định đi Sapa thì lúc đến đấy Sapa thì bạn bảo là có một cái homestay đẹp lắm thì mới đi Sapa thì book mà. À thì mới book ở cái Sapa đấy, lúc sau đấy thì cái chị đấy bảo là ô Quỳnh à. Ô nhìn em nhá, xong lúc sau bảo là ô Quỳnh à, đây không phải là Quỳnh không? Sao anh bảo là em cũng ngờ ngợ vì em không có quen ai trên Sapa cả. Xong lúc sau mới biết ra là chị đã là khách của em, khách mua hàng nhà em. Mọi người thấy trùng hợp không? Cảm giác kiểu lúc ấy trùng hợp dã man luôn ấy, nó là khách mua hàng nhà em luôn. Trời ơi, xong rồi thực sự là rất là hiếu khách trên Sapa, rất là hiếu khách luôn ấy. Mọi người chị thì rất là hiếu khách, với không phải là chị cũng đã đành ý. Còn gần như các quán nào phục vụ rất là ok, rất là hiếu khách luôn. Cực kỳ thích luôn. Hello mọi người, comment cho em một mã tặng nhá. Áo yếm này tặng cho em này, em định giữ lại mặc nhưng mà thôi rồi, mọi người khen đẹp thì thôi tặng luôn đấy. Eo ơi, không phải dễ tính không? Hôm nay rất là vui, đi lễ về xong thì mọi người rất là hoan hỉ, rất là ok. Nên là mọi người, chị Trang Quỳnh ơi, em cứ tưởng là chị thứ năm chị lên chị nháy cho em. Mọi người comment tặng cho em đi, chia sẻ cho em một cái áo yếm tặng này. Cái áo yếm này chất len nha mọi người, không phải là chất chất này là chất len, yếm này yếm len nhá. Nếu như mọi người mặc ở ngoài, bởi vì ở trong livestream thì em bị béo, chứ còn thực ra ở ngoài thì em không béo, em không hề béo một tí nào. Thế nên là mọi người, em không hề béo nhá. Em sắp giảm cân để em chủ yếu rồi, nên mọi người comment cho em một mã tặng đi ạ. Anh ơi, cho em ít đồ với ít hàng xả, cái đống hàng xả cái em tặng cho mọi người. Hàng hè hôm nay sale rất là rẻ, hàng hè luôn, bởi vì thực ra là em thấy bây giờ nó vẫn còn nóng ý. Vẫn còn nóng, mọi người mặc hàng hè vẫn vô tư. Mà kể cả mọi người không mặc hàng hè thì mọi người vẫn ô tư. Mọi người tặng cho em cái yếm này nhá, yếm này chất len, ngoài thì nó sẽ không bị béo như thế đâu, ngoài mặc rất là ôm và dáng rất là đẹp, bởi vì sao? Cái len này là len yếm len nhá, nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Linh Hồng, mọi người nhớ nhá, nhớ hộ em này, chia sẻ livestream cho em tình yêu, chia sẻ 15 lần, comment của em là 15 lần để em tặng cho mọi người này. Lên cho em một mã, lên cho em một đơn xả. Hôm nay cực kỳ nhiều gọi là khách ấy luôn, khách xả hàng ấy thì là cái đơn hoàn, đơn bom hàng ấy. Lên cho em một đơn bom nhá các chị ơi. Trời ơi, anh đưa đây đơn bom luôn đây này. Thực ra là cái áo này Balenciaga của ai bị sót đấy? À, khách. Đây cho mọi người xem. Thực ra là cái đơn này là khách không chủ đích bom, nhưng mà bởi vì là khách bảo là tái hoàn lại, nhưng em quên mất là chưa tái hoàn lại. Thế là em xả cho mọi người nhá. Thực ra đây là cái mẫu này, không biết là bạn này bạn mua cái gì từ đợt nhà mình rồi đây cũng lâu rồi. Bảo khách bảo tái hoàn mà em phát hiện ra này. Hôm nay em rất là vui luôn, nên là tất cả các mã em sẽ bán hàng một giá cực kỳ sốc cho mọi người luôn. Trời ơi, đây này. Trời ơi. Mọi người nhìn này, hộ em này, toàn hàng hot hit thôi, một cái yếm này. Comment của em yếm tặng nhá. Cái này em tặng mọi người tiếp luôn này.
Yếm này mặc rất đẹp, mọi người mặc bên trong áo len cực kỳ xinh. Có một cái đai ở đây này, yếm này là hàng Quảng Châu, ai đã nhận yếm của em rồi thì biết này, là hàng Quảng Châu siêu siêu xinh luôn mọi người ơi. Ai đã nhận hàng yếm của em, ok, một mã tặng này chốt tặng cho em nhé. Đây, yếm cho em này, tặng cho em yếm này mọi người ơi. Tiếp tặng yếm cho em, tặng hết cho mọi người luôn này. Tặng yếm cho em này, chia sẻ cho em nhé. Cái yếm này nó hàng Quảng Châu, có một cái đai thắt ở đây này. Chị nào nhanh tay một áo len, à một áo len ấy hoặc một cái yếm này. Yếm này Dương ai đã mua nhà em rồi thì biết này, mặc váy áo len cực kỳ đẹp luôn, tặng cho em nhá. Các chế yếm Quảng Châu mọi người nhận sẽ thấy khác hẳn so với yếm Việt Nam luôn này. Bởi vì sao, cái từ cái đường dây đai của nó rất là đẹp mọi người, dây đai đây thắt vào váy nhá. Yếm này hàng yếm đẹp luôn đấy, chứ không yếm Quảng Châu rất dày dặn luôn, chứ không phải là yếm vớ vẩn mọi người nhá. Tặng cho em này một yếm và một áo này, chia sẻ livestream nhiệt tình cho em, nay em vui vui em tặng quà cho các chế. Hôm nay chị ở Hằng San ơi, Hằng San ơi, inbox cho em đi tình yêu ơi, inbox cho em đi, bởi vì là mua nhiều nhà em rồi mà. Tặng yếm cho em, tặng yếm cho em nha mọi người ơi. Tặng yếm cho em này, tặng yếm cho em nha các chị. Trời ơi, cái túi to này lấy làm gì anh ơi, cất túi to đi cho em. Rất là nhiều mã đẹp luôn mọi người nhá, may cực kỳ nhiều mã đẹp này. Có cả áo nhũ này rồi zombie này, bởi thực ra là nó cũng không có, số lượng nó không có nhiều ý. Thế nên mọi người nhớ là chia sẻ livestream cho em, chia sẻ livestream cho em. Tặng yếm cho em này, tặng cái yếm như em đang mặc nhá. Và tặng yếm và một tặng là tặng đây. Tặng yếm trước mọi người nhá. Tặng yếm trước cho em nữa này. Bán cho cái chị đang mặc á, trời cái bán em tặng luôn đấy mọi người. Một comment của em cho em này, comment tặng yếm cho em này. Một là tặng yếm yếm đen, hai là yếm, một là yếm váy, comment đây là tặng yếm váy và tặng yếm ấy nhá. Chia sẻ livestream cho em này mọi người, chia sẻ livestream cho em với một mã tặng là mọi người con của em là Quỳnh tặng yếm. Quỳnh tặng yếm cho em thì em sẽ ngẫu nhiên chọn một trong hai chị nhá. Quỳnh tặng yếm nghĩa là chị nào mà em sẽ ngẫu nhiên này, Quỳnh tặng yếm cho em này, comment của em chọn mọi người nhá. Quỳnh tặng yếm cho em và comment của em là chia sẻ 15 lần cho em nha mọi người ơi. Ơi lên cho em cái túi mới đi anh. Túi mới cho em. Huyền Thanh Phương ơi, đơn Huyền Thanh Phương là chưa đi đâu, hình như là Huyền Thanh Phương có lấy yếm hay là cái gì nó đúng không mọi người? À lấy yếm hay là cái gì? Ôi em lú thật sự đấy. Eo ơi, thế mà nói chuyện lú dã man ấy mọi người ạ. Nói chuyện siêu lú luôn, không hiểu làm sao. Mệt quá, đi về xong mệt quá. Đi về xong mệt quá, đây một cái mục mới ok này. Các bạn em cùng tặng yếm, em chọn chị nào chia sẻ nhanh cái nhất luôn. Đơn Thanh Tâm đi rồi tình yêu ơi. Tặng cho em này, tặng cho em này, 2-1 bác tặng nhá. Cái bút này cũng hết mực rồi anh ơi. Ừ, ok, chốt Quỳnh tặng yếm này, ok. Nhanh tay người, nhanh tay đầu tiên nhá. Trời ơi, toàn mã đẹp cho các chế. Cái áo này em không ấy đây. Đây, một mã tặng nó để đây cho mọi người này. Đây. Đấy. Ok, chốt Quỳnh tặng yếm cho em, hôm nay nhiều mã đẹp lắm luôn mọi người. Đâu phải bút này đâu. Em vừa bút nào ấy? Đây, ở đây. Không phải bút này. Thế thì anh ấy đi, Quỳnh tặng yếm này. Ok, một mã Quỳnh tặng yếm cho em, chốt cho comment đúng cú pháp nhá. Người đầu tiên là Yến Hải không giấu này, 15 nhóm này ok này. Yếm Yến Hải cho em này. Ok. Quỳnh tặng yếm này, Yếm Hải, em chụp ảnh mọi người yên tâm nhá, không thiên vị đâu ạ. Quỳnh tặng yếm 15 mọi người nhá, có nghĩa là chia sẻ. Ok ok, Huyền Thanh Phương còn một cái áo với cả chục cái khăn ghi của em mới này. Huệ Phùng ơi, quần tất em hết, thành ra là mọi người thông cảm cho em nhá. Nếu như mọi người order quần tất thì mọi người sang livestream sau, livestream này em sẽ đặt order của mọi người quần tất nhá. Quần tất Nhật này với cả yếm này thì sẽ livestream này nhá. Còn Quỳnh tặng yếm một người nữa này. Quỳnh tặng yếm 15 mọi người nhá. Hình như đông khách lên kêu bạn ạ. Ngọc Diệp ơi, khổ thân em không phải là em đông khách, em kêu đâu. Nếu như ai mua hàng của em thì biết, kể cả khách mua của em một món hai món thì em vẫn đều là thích kem mọi người hết luôn, chứ không phải là đông khách nên kêu đâu mọi người ơi. Ok này, Lê Thị Hà có Quỳnh tặng yếm nữa này, Lê Thị Hà này. Nên là Lê Thị Hà sẽ được tặng cái yếm này của em nhá, không phải em đông khách nên em kêu đâu mọi người, đừng nói đến tội nghiệp em nhá. Đây này sẽ bán cho mọi người này, em đi lễ về nên ổi áo nhũ đẹp quá đây. Mở đầu cho em này, đây là một cái áo nhũ, cái áo này rất là hot từ đợt hè, có nghĩa là nhũ mèo cực kỳ hot luôn. Hàng hè thì nói chung là bây giờ em bán thì cho cả khách nam và cả khách bắc nữa. Thế nên là mọi người cứ chia sẻ, ổi cái mã này cực kỳ hot này. Cái mã này phải nói là bên trong nhá, riêng cái hàng áo mọi người nhìn thấy không ạ? Nhìn này, nhìn của em này, cái áo nhũ này. Riêng cái hàng nhũ của em là nhũ Quảng Châu nhá, không bao giờ có một lớp nhũ mà nó sẽ có cả hai lớp như thế này. Mọi người nhìn không ạ? Đây này. Bên trong một lớp này rất là mềm luôn này. Riêng cái nhũ Quảng Châu này lúc đầu vụ mọi người mua nó rơi vào tầm khoảng, đây là nhũ Quảng Châu mọi người nhá, nhìn của em này. Chất rất đẹp này. Mọi người nói nhũ rất đẹp, nếu mọi người mua trong shop nó rơi vào tầm khoảng độ 180. Cái này còn ba cái xả nốt cho em là 49.000, nhanh tay chia sẻ cho em thì được này. 49.000 cho em 01 này, nhũ này quá đẹp luôn, ai nhận cái nhũ này cực kỳ hot hit đây, em mặc cho mọi người xem này. Bên trong của nó là hàng lót hai lớp nhá, hàng Quảng Châu này. 49.000 cho em, thực sự hôm nay em vui vui em mới xả hàng cao cấp, bởi vì sao? Hàng cao cấp này em định để bán Tết, kể cả có váy này, có áo này, hè Tết thì khách miền Nam mua rất nhiều nhà em luôn. Chị Ngọc Diệp ơi, em có thấy chị Ngọc Diệp nè.
Yếm này mọi người mặc thoải mái luôn nhá. 49.000 cho em này. À cái nhũ này cho em này. Đẹp xuất sắc 01 cho em, nhanh tay thì còn này, còn đúng 3 chiếc thôi. Ok này, nhanh tay cái mã 01 này rất đẹp. 01 cho em này, Phạm Hương cho em này. 49.000 cho em này, mọi người chia sẻ livestream lên cho em nhá. 49.000 cho em này. Hôm nay mà không ai xem, ai mà không xem livestream thì hơi bị phí, bởi vì hôm nay toàn mã đẹp thôi. Mã này mọi người mặc thoải mái nhá, dưới 60 cân mặc ok nhá. Ok 01 Yến Hải không giấu này, còn đúng một cái nữa thôi ạ. Yến Hải không giấu cho em này. Yến Hải không giấu cho em. 49.000 cho em này. 01 hôm nay cực kỳ nhiều mã em bán Tết, em lấy đây em bán Tết. Có nghĩa là Tết thì gần như là khách miền Nam hay miền Bắc thì đều mặc váy vớ thứ hết. Ai? 01 Phan Tùng cho em này, Lan Tùng này. Lan Tùng cho em này. 49.000 cho em này. Gần như là toàn mã đẹp hết, cho nên mọi người nhanh tay chia sẻ nhau lên, nhanh tay chia sẻ đây này. Cậu máy rất là nhiều mã đẹp luôn này. Toàn mà là mã em bán Tết thôi mọi người ạ. Nên là hôm nay em vui vui em mới lấy ra em để em bán cho mọi người đấy. Chứ còn nếu không á bình thường á. Đây này, ôi đẹp chưa này. Toàn combo với cả áo đẹp, váy đẹp cho mọi người này. Đây lên cho em nhá, hai con mèo là hai con mèo là kiểu như đây này, mọi người này. Rất là đẹp nhá, hai con mèo này cũng vừa bán vừa tặng cho em để cho các tình yêu có lộc, có lắm, có mắn. Em đi lễ về em sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. À, em sẽ chia sẻ một xíu cho mọi người có lộc nhá. Ai mà buôn bán các thứ thì sẽ lộc như con mèo này nhá. Mặc con mèo này rất xinh này, đi chơi Tết hoặc là đi chơi mùa thu này mặc rất đẹp này. Form to, dáng rộng mọi người nhìn không ạ? Mèo này vừa bán vừa tặng cho em luôn, 35.000 áp dụng các tiêu chia sẻ livestream. Con mèo là con mèo đẹp cho em nhá, túi zip đây, túi rất đẹp này. Còn hai con cho em rồi, với đây cho mọi người được may được mắn buôn bán nhá. Ai mà có con mèo này rất là xinh này, nhìn đâu em mà chất đẹp luôn này. 35.000 một có con thôi nhá, 35.000 một áo cho em thôi này. Em đã bảo rồi em bán là mã bao nhiêu đấy? 02 cho em này. Hôm nay ai mà bỏ qua livestream này hơi bị tiếc luôn. Em chỉ clip đúng tầm khoảng 30 phút thôi là em nghỉ 02 đúng không? Huyền Thanh Phương này. Ok ạ. 35.000 cho em này. Ok. 02 chỗ này. Lan Anh 2 cho em nữa này. Lan Anh 2 cho em nữa này. 35.000 ok mọi người nhá. Đây lên tiếp cho em. Hôm nay gần như là toàn cọc em lấy em bán hàng bán Tết nên là mọi người nhanh tay cho em cái áo yếm này em tặng không bán nhá. Chế đây một cái mã nữa là một mã chân váy này. À một mã nhờ một mã quần này. Quần này đó là quần ngoài nó màu xanh xanh đậm hơn nhá. Tất cả các tình yêu có đơn thì inbox cho em. À chết nhầm. Có đơn nhớ hộ em inbox địa chỉ cho đơn đi nhanh nhất. Mọi người nhá, inbox cho em địa chỉ đơn đi nhanh nhất này. Quần này rất đẹp này. Quần này là form dáng suông, ai mặc với yếm như em cũng xinh nhá. Đây này. Nó không hề xấu, cái quần này nó là form dáng suông rất đẹp. Mọi người vừa bán vừa tặng cho em cái quần này, bán cho em luôn là 35.000 này. Một cái quần rất là đẹp, quần bò form mống rộng 35.000, gần như là tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok. Đằng sau của nó có chun nhá, mọi người thắt nơ đẹp, mọi người thắt mơ nơ lại cho em này. Thực ra đây này, mọi người thắt nơ quay đằng sau bởi vì ở đây nó có cái vòng này rất đẹp luôn này. Quần này mà mặc với áo hai dây hoặc yếm thì cực kỳ xinh, đi với giày sneaker cũng rất là đẹp. Mã này bán cho em bao nhiêu đấy ạ? 30 mấy nghìn nhỉ, quần Quảng Châu luôn này, bao nhiêu? 03 cho em 35.000 này, rất là nhiều mã đẹp luôn. 03 cho em Huyền Thanh Vương, hình như có đấy Huyền Thanh Vương. 03 cho em, anh ơi bật quạt cho em này, 35.000 cho em này. Nhanh tay cho em Thu Trang có độ hàng này, Thu Trang vừa đấy chị Thu Trang ơi. 03 chị Thu Trang, em nghĩ là vừa đấy chị Thu Trang ơi, đây này lên nhũ cho em cái này. Toàn hàng hot hit thôi. Còn hàng bán Tết rất đẹp, còn mỗi mẫu còn 1 đến 2 chiếc. Em bán cho mọi người luôn, em tách ra em bán Tết, em tách cho mọi người luôn này. Đây một cái váy này, đẹp chưa? Trời ơi, một cái áo này, à nhầm, một cái áo này là áo Quảng Châu cho em nhá. Áo Quảng Châu này, chất xịn đét luôn này. Một cái áo Quảng Châu cho em này, áo này là pha tay nhá. Trời ơi, đẹp lắm luôn mọi người ơi, cái áo này mà mọi người mặc form dáng rộng cho em này. Mã này là chị nào tầm khoảng độ trên 55 cân mặc cho em mã này. Còn đúng sót một chiếc xả cho em 50.000 này. Cái áo này mà không đẹp không lấy tiền luôn. Ở đây nó có một cái choker rất xinh này. 04 cho em này, chị nào bao nhiêu cân nhỉ? Chị nào bao nhiêu cân đây nhỉ? Trên 55 cân mặc mã này đẹp cho em luôn này. Trên 55 cân này, Yến Hải trên số điện thoại, Yến Hải không giấu trên số điện thoại cho em này bao nhiêu đây? Chị Nguyễn Hải ơi, có nhìn thấy chị Nguyễn Hải nè, 04 cho em này, toàn hàng đẹp không? 04 chứ 04 cho em này. 50.000 đúng không nhỉ? 04. 04 Yến Hải đúng không? Yến Hải đẹp quá. Ờ. Yến Hải em nhìn số điện thoại Yến Hải luôn cho em này, đẹp quá. Trời ơi, đây nhũ như hít không hít luôn này. Cái này là một cái áo nhũ cực kỳ hot luôn, ai đã mua nhũ của em thì biết này. Trời ơi, áo này hàng Quảng Châu, nhũ mặc phê lắm, các chị toàn bảo là có bị tối không anh? Livestream tối không? Mọi người chờ em xíu nhá. Không, hàng bằng Tết này em lấy hàng hè để cho mọi người mặc váy vớ với là nhũ mọi người mặc kèm thôi. Ok, đây, tiếp nhũ cho em này rất xinh. Trời ơi, áo nhũ này thì ai mà mua thì biết này. Trước em bán, mọi người mua biết này. Xả cho em còn đúng một chiếc 50.000 một cái này. Dưới 60 cân mặc thoải mái, hàng Quảng Châu nhá. Nhũ rất đẹp luôn này, bao nhiêu đây? Phạm Hương bao nhũ này bao nhiêu nhỉ? 05 này, đẹp lắm, 05 cho em này. 50.000 thôi, Phạm Hương đúng không? Mọi người chờ em xíu nhá, bởi vì hôm nay em Phạm Hương hết cho em này. Trời ơi, toàn hàng đẹp thôi, mọi người ơi, đây tiếp cho em. Ồ, cái này thích dã man luôn. Cái là một kiểu dáng gọi là váy maxi cắt laser này, rất đẹp này. Một kiểu dáng váy maxi cắt laser về, mọi người chỉ cho em để em xem ở đây.
mọi người chỉ việc cho em một cái đai nhỏ nhỏ xinh xinh vào đây thôi. Đây, váy màu, váy bi này. Hoặc nhá, mùa đông mọi người khoác cái cardigan rất đẹp đây, em mặc cho mọi người kiểu này khoác phê đừng hỏi luôn đây. Em bán combo này luôn, các chị nào lấy combo lấy luôn, em bán cho mọi người một cái váy khoác này. Váy này chất cốt tông mặc rất nhẹ nhàng nhá mọi người, đem mặc cho mọi người xem này. Váy này mặc thì á, chị nào mà mình dây dây mặc thì xinh đừng hỏi luôn. Đây. Đấy, tiến khoác cho mọi người xem. Nhưng cái chấm bi này thì hot hit khỏi nói rồi nha mọi người. Mỗi tuần em mặc cái cổ yếm nên là nhìn nó không được ấy lắm, nó không được đẹp lắm thôi. Với mình một cớ đây này, mọi nhìn thấy không? Combo này chị nào lấy bán luôn, vừa bán vừa tặng cho mọi người combo này luôn này. Đẹp lắm, Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây, xinh chưa? Cái váy bi của người khoác này, xinh dã man luôn này. Nhìn cực kỳ vintage, nếu như không có cổ yếm của em nhìn rất rất là đẹp luôn, mã không mấy đây. 06 này chị Nguyễn Phương Liên có lấy không, em để nó chế, vừa bán vừa tặng nó chế luôn này. 30.000 cho em luôn này. Nguyễn Phương Liên cho em váy này, em bán như tặng chế luôn, 30.000 luôn một cái váy này. Nếu như ai lấy áo thì liên hệ với em, áo 95.000. Nguyễn Phương Liên cho em này, váy bi đẹp lắm, chị nào mình dây 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 thì mặc gọi là thôi đừng hỏi. Bố này ở đâu mất rồi. Vừa lấy cái mã xong. Mã bao nhiêu ấy nhỉ? Mã bao nhiêu? 30.000 cái váy đi thôi, 306 đúng không? Nguyễn Phương Liên cho em này. Trời ơi đẹp lắm luôn ạ. À. 30.000 cho em này. 06 em hết các chế, nếu mà ai lấy áo thì comment áo cho em nhá. Áo thì rất là đẹp này, hình như còn sót một chiếc cuối cùng hay sao ấy nhở. Áo này còn sót này, ai lấy áo comment của em là mã 07 này, rất đẹp. Trời ơi còn sót đúng một chiếc thôi nhá. 95.000 cho em này. Mã này là em lấy cho mọi người form dáng rộng nhá, nhìn cái áo của nó này. Ai mà nhận cái chất áo thì mê luôn, rất là đẹp này. 95.000 cho em này. 95.000 cho em này. Rất đẹp, bao nhiêu đấy ạ? 07 cho em này. 07 95.000 cho em này. 07 95.000 cho em này. Nhanh tay cho em. Trời ơi. Khoác cardigan này ai nhanh tay thì được, em bán một lúc phải đến 100-200 chiếc áo này rồi. 07 ok này, chắc chắn mua hàng cho em nhở. 95.000 cho em một cái áo này. 07 95.000 cho em này. 95.000 cho em 07 này. Đau bụng quá. Chị quần tất mà, em bảo tặng chị quần tất mà không có. Chị Nguyễn Hải ơi, inbox của em với chị Nguyễn Hải ơi, bởi vì thực ra là em inbox hoặc gọi điện cho em với, chứ còn trên livestream này em không có thời gian. Nếu em tặng chị áo đấy thì chị mang về đi may lại tay áo đó. Mọi người nhá, 07 chốt cho em Lan Anh 2 này. Chị Nguyễn Hải ơi, có vấn đề gì về hàng inbox của em với, trời ơi. Bà mà gọi tôi thì bây giờ thì tôi làm sao mà tôi trả lời được bà hả bà. Nào thì váy nữa chú này, áo hoa này, váy này rất xinh luôn này. Đây là một cái mã gọi là áo. Ủa, áo này xinh quá. Áo này, mã này rất xinh này, ai mà nhận được cái áo hoa này xinh lắm luôn mọi người nhìn này. Áo hoa tay bèo cho em rất là đẹp này, áo hoa nó là hàng Quảng Châu mọi người nhá. Bên này của nó là cổ thắt nơ này mọi người nhìn này, hàng Quảng Châu cực kỳ xịn luôn này. Mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này, đây cổ nơ mọi người nhá, cổ dây nơ này, đẹp lắm luôn mọi người ơi nhìn này. Cái mã hoa này mặc rất xinh, rất đẹp, cái này bán Tết đấy mọi người ơi. Áo trễ vai nhẹ nhàng nhá, cực kỳ xinh luôn này. Áo trễ vai nhẹ nhàng, mỗi tuần là hôm em mặc với cái áo cổ yếm này, chẳng nhẽ anh tìm của em cái áo thay cái áo cổ yếm mới ra tặng khách cả. Đây mọi người nhìn không? Bỏ cái cổ yếm đi cho em này. Áo này trễ vai rất nhẹ nhàng này. Trời áo này mặc xinh lắm, hình như đằng sau đây là đằng sau hay sao ấy, còn đằng trước của nó như này cơ. Đó mọi người nhìn đâu em này. Áo này hoa rất nhẹ nhàng này, hàng gọi là hàng Quảng Châu, rất đẹp luôn đấy mọi người. Cái này vừa bán vừa tặng cho em luôn, 49 thì nhanh tay thì còn. Trời ơi còn một ít em mới xả nốt cho các chế ơi, còn đâu không có cái giá này đâu, mã 07 à. 08 à. 08 cho em này. 08 cho em này. Vũ Châu Lê này, 49 thì áo hoa này ai nhận được thì chỉ có mình lên. 08 Vũ Châu Lê cho em này, đẹp lắm luôn này. Đẹp cho mọi người nhìn này. Áo này thì thôi khỏi phải nói nhá. 08 này, 08 đúng không nhở? 08 này Vũ Châu Lê này. Vũ Châu Lê cho em này. 49.000 này, ok này. 08 Nguyễn Phương Liên này. Nguyễn Phương Liên cho em này, mã này đẹp quá. 49.000 này. 08 chốt 08 mã 08 cho em nhá. 49.000 này, hàng Quảng Châu đẹp cho em luôn này. 08 49.000 này. Lily Phạm ơi, có thấy Lily Phạm mà 08 Nguyễn Phương Liên có hàng này. 08 đẹp lắm, hàng Quảng Châu rất đẹp luôn này. Ai mà nhận cái mã 08 thì chỉ có ông thôi. 08 đan đan cho em này. 08 đan đan cho em này. 49.000 này, ok này. 08 này Gabi, Gabi đẹp quá. Gabi này. 48, 49.000 cho em này. 48 hay 49 nhá. 49.000 cho em này. 08 cho em này, Tâm Nguyễn có hàng này. Tâm Nguyễn cho em này, 49.000 cho em này. 08 nhanh lên, hàng nhà chị nhận chất đẹp, không chê được cái gì cả. Chuẩn luôn chị ấy ơi, 08 này nhanh tay cho em, còn đúng 3 chiếc là hết này. Đẹp lắm luôn này. Tâm Nguyễn thì số điện thoại cho em, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha mọi người ơi. Đừng chốt cho comment cho vui miệng nha mọi người. 08 chị Tâm Nguyễn có hàng này, áo hoa này mặc rất đẹp, em không thử tử tế thôi. Hoa Bùi Thị có hàng này. Hoa Bùi Thị có hàng này. Hoa Bùi Thị này. 49.000 này đẹp quá. 08 này, Loan Tùng này đẹp quá. Ok, 49.000 cho em hết cái này.
Đây lên váy hoa với vóc nó cắt người đẹp đây. Cho các chị đẹp đây, trời ơi đẹp lắm luôn mọi người ơi. Đây. Con Nga gọi là đẹp, đẹp gọi là đẹp dã man con Nga luôn mọi người. Cái váy này là cái váy gì đây hay cái áo gì đây? Tụi em xem nhá, có cái hoa mà nó đóng cả. Lên xem một cái chân váy, nó mã chân váy cũng rất là xinh này. Đây, một cái váy hoa thêu. Trời ơi, đẹp quá. Một cái váy hoa thêu. Mỗi tội là đằng sau cái cúc của nó bị, có nghĩa là ở đây mọi người có cái dây cúc, mọi người về mọi người ấy cho em này. Mã này nên là có một cái duy nhất thôi. Ôi, dưới suông duông xòe này. Mặc mã này thì sang chảnh đừng hỏi luôn nhá mọi người. Đừng hỏi, em không dám thử mã này luôn. Vừa bán vừa tặng cho em 35.000, rất đẹp, chất cực kỳ đẹp luôn. Hoa thêu cho em. 0935.000 cho em. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em này. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em. Cực kỳ đẹp. Nhấn mạnh lại một lần nữa. 35.000 mã bao nhiêu đây? 09 đúng không? 35.000 này. Thu Đỗ có hàng, chị Thu Đỗ ơi, đẹp lắm. Trời ơi, Thu Đỗ có hàng cho em. Hết cho em bạn này. Nào thì lên combo vừa bán vừa tặng cho chế này. Eo ơi, toàn mẫu nỉ gọi là đẹp như mơ, đẹp như trong tranh mọi người ơi. Nhanh tay thì còn nhá. À đẹp quá đây. Một cho em này. Trời ơi, đẹp đừng hỏi luôn này. Một áo khoác cho em này. Khoác nhìn khoác cho khoác cho em này. Khoác này đừng hỏi cho em luôn, ở đây giá gốc của nó in luôn nè. Cái giá này của nó hiện tại, trời ơi, áo khoác này rất sang chảnh luôn mọi người, nhìn nó em chất khoác này. Một khoác cho em này, một khoác cho em với này. Rất đẹp luôn này, cái khoác này cho em này, một khoác một áo này cho em nữa. Balenciaga hai cái mã này mọi người nhận thì đừng có mê, đừng có hỏi em là tại sao này. Hai cái này 120 cho em này, khoác đẹp lắm mọi người ơi. 120 cho em hai cái nhá. Khoác này giá của nó còn 200 mấy luôn này, đẹp lắm luôn này. Mã 10 cho em đem khoác cho mọi người xem nhá. Áo khoác mặc chất rất là đẹp, nhẹ nhàng luôn. Mã 10 cho em này, hai cái luôn, đồ xinh chưa này. Mã này em bảo rồi mà, không xinh không lấy tiền các chế này. Đẹp xuất sắc chưa? Mặc cái váy rất đẹp, hai cái, một cái của Balenciaga này. Mã 10 để giá gốc của nó 250 đấy các chế. Đẹp mà, hàng đẹp mà, mã 10 cho em. 09 em hết rồi, 09 là cái gì mà nhiều vậy? 09 em hết rồi, mã 10 cho em, 10 cho em 120.000 một combo này, không lấy hơn phí. Khoác đẹp lắm, Út Nguyễn này, có thấy Út Nguyễn nhá. 10 Vũ Châu Lê cho em này. Đẹp quá luôn này, Vũ Châu Lê này. 120 này, combo này đẹp quá. Đây lên tiếp cho em, combo này cũng vừa bán vừa tặng luôn này. Gần như là toàn áo rất đẹp nhá. Còn mấy chiếc không mọi người ơi, còn mấy chiếc. Đây, trời ơi. Cái áo này thì khỏi phải nói mọi người này, nhìn của em này. Đây nhá, em đã mặc cái áo này một lần rồi này. Nhìn tay này, dáng tay này cực kỳ tiểu thư luôn. Cái màu xanh này mặc lên siêu xinh cổ chu nhá. Với cả một cái áo này, cái form này thì mọi người tầm khoảng, ưu tiên mọi người form hơi, đây đẹp quá này. Đây trời ơi. Đây là một cái váy, dáng váy đẹp chưa? Cái dáng váy thì khỏi nói nhá, hàng Quảng Châu này. Trời ơi, đẹp dã man luôn. Hai cái này rất đẹp, mọi người, em vừa bán vừa tặng cho mọi người 100.000 hai cái này. Cái váy này nó là hàng Quảng Châu chất cốt tông, mặc cực kỳ thích luôn này. 100.000 hai cái cho mọi người luôn này, một cái váy này nhá. Dưới 55 hoặc dưới 60 cân mặc ok hết mã này cho em. Đẹp xuất sắc chưa? Một cái váy này, một cái áo này. Cái áo này mọi người mặc với chân váy rất xinh nhá, cực kỳ bánh bèo luôn này. Cổ của nó đằng sau có cúc của nó này. Hoặc là hình như là cúc của nó đằng trước như này đấy mọi người, nhìn thấy không? Cổ chun này, cổ chun này. Đây nhá, dáng chóp, dáng kiểu tay của nó là như thế này nhá, rất đẹp. Nhìn không, tay rất đẹp luôn. Dáng em không mặc lên luôn. 11 Yến Hải, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em các chế nhá. 11 Yến Hải cho em này, đẹp lắm luôn, 100.000 hai cái. Riêng cái váy của nó mọi người mua đã mặc cái khoác ở ngoài. Mùa đông mọi người chỉ việc mặc cái khoác cardigan ở ngoài thôi là đã quá xuất sắc rồi, bao nhiêu đấy? 11 Yến Hải cho em đúng không? 11 này Yến Hải cho em này. 100 bao nhiêu nhỉ? 100.000 đúng không? Rẻ nhỉ. 11 Yến Hải hết cho em này. Đây. Lên thêm một cái mã chân váy nhá. Một mã chân váy này rất đẹp, mọi người mặc một đông cũng được. Cái mã chân váy có một cái đặc điểm đó là gì ạ? Là nó có cái dây ngọc ở đây này. Có một cái dây ngọc ở đây này. Đây, mã chân váy này cực kỳ xinh luôn, rất sang chảnh. Cái mã chân váy này duy nhất ngoài hôm nay cho em bán, vừa bán vừa tặng cho chế, bởi vì sao? Bán buôn em lấy buôn nó không được cái mã đấy này mọi người, nhìn này. Có cái hai cái nút này nhá, mọi người thắt vào đây cho em. Sau đó sẽ thành hình cái nơ rất xinh luôn. Mọi người chờ em xíu. Đây này. Đây mọi người nhìn đúng không ạ? Đây. Một cái hành hình, một cái nơ dây, một cái thắt vào cho em này. Cái mã chân váy này mọi người tầm khoảng từ 47 cân, 46 cân đến 48 cân mặc vừa cho em. 48 cân mặc 46, 48 cân mặc vừa cho em này. Mã này chân váy này rất đẹp, có nơ ở đây này, có dây ngọc này. Em thắt thì chưa được đẹp lắm đâu mọi người ạ. Bên trong cũng có lớp lót lót, bên trong có quần nhá. Bên trong cái mã chân váy này có quần váy nhá mọi người, vừa bán vừa tặng cho em mã chân váy này đi ạ. 36.000 một cái ạ, không thể rẻ hơn 36.000, ai mà nhận thì ưng luôn. Mã bao nhiêu đây ạ? 12 đúng không? 12 chị Thu Trang không vừa đâu, mang tặng thì được này. Chân váy Trần Yến Vy ok này, 12 Phạm Hương này. Phạm Hương này. Bao nhiêu nhở? 36.000 này. 12 chốt cho em Trần Yến Vy này. 12 Trần Yến Vy này. Trần Yến Vy cho em này. 36.000 này. 12 Vũ Châu Lê này. Đẹp quá. 12 này, Vũ Châu Lê này. 36.000 này.
12 Giang Trà cho em này. Đẹp quá, chân váy này 12 Giang Trà này. Giang Trà cho em này, 36.000 này, 12 Sam này. Chân váy đẹp quá. 12 Sam này. 36.000 này. 12 Ngân Hà Nguyễn này. Ngân Hà Nguyễn này. 36.000 này. 12 Thủy Đức cho em này. Chị Nguyễn Phương Liên vừa. 12 này, Thủy Đức này. 36.000 này. 12 Ngọc Diệp cho em này, chân váy đẹp quá. Có cái dây ngọc nhá, mọi người nhận sẽ thấy luôn ạ. Ngọc Diệp cho em này, 36.000 cho em này. 12 Nguyễn Phương Liên cầu chiếc cuối cùng là hết này. Nguyễn Phương Liên cho em này. 36.000 này. Nguyễn Phương Liên này. 12 còn đúng một chiếc, thực sự chị nào mà nhận cái chân váy này, nói chung là mọi người mua chân váy nhiều rồi thì mọi người sẽ biết là cái chân váy nào đẹp này. 12 này. 12 đây các chế. Ừ, chị Nguyễn Thu Trang 12 rất đẹp này. Cực kỳ sexy, cực kỳ đẹp luôn, bên trong có quần nhá. 12 chốt cho em này, người cuối cùng là Loan Tùng hết này. 12 Loan Tùng hết cho em, hôm nay bán vừa bán vừa tặng các chế thôi. 12 Loan Tùng em bảo là hôm nay em vui tính mà mọi người ơi. Trời ơi, không xem livestream này hơi phí luôn, và em chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Đăng cho Bình Lợi em hết 12 rồi, tình yêu em chỉ áp dụng cho các chế chia sẻ live stream thôi nhá mọi người. Ngọc Diệp xin số điện thoại Ngọc Diệp cho em với ạ. Đây tiếp combo của cái váy xinh lắm. Đây. Cái váy này còn một cái váy màu trắng đây để cho mọi người rõ biết là cái chất của nó rất đẹp. Cái váy màu trắng ấy thì không sale nhưng em sẽ bán cho mọi người một cái giá gọi là đây này mọi người nhìn này. Đẹp xuất sắc luôn, cái váy màu trắng này, dáng hoa này, hoa đính này. Dưới nó là dáng, bởi vì sao? Đằng sau nó hơi hở lưng nhẹ một xíu thôi nhưng mặc rất xinh. Mùa đông mọi người chỉ khoác thêm một cái cardigan hoặc một cái vest ở bên trên thôi. Nó là dáng váy kiểu như bep bloom ở dưới ấy. Rất là che bụng luôn, đặc biệt là mọi người mặc kiểu như là chị nào mới mang bầu xong ý, bụng nó còn hơi to ấy, mặc váy này cực kỳ đẹp luôn này. Mà nhà em bán là hàng đẹp luôn nhá mọi người, nhìn hộ em này, hoa theo này, đẹp xuất sắc luôn. Cái váy trắng cho mọi người biết rõ là cái váy trắng chất đẹp như nào. Chia sẻ lên cho em váy trắng em bán bằng người váy đen nó có chế luôn, quá xuất sắc. Dương Nguyệt ơi, vào muộn rồi, trời ơi. Chia sẻ lên cho em, bán này bán 35.000 cho em chỉ cần các tình yêu chia sẻ thôi, bởi vì hôm nay em bán quá là lỗ. Quá là lỗ, bình thường một cái váy trắng mọi người mua ở ngoài rẻ nhất ở chợ, chứ không phải 100.000. Rẻ nhất luôn ở chợ, đấy là còn không đẹp bằng nhà em đấy, còn chưa nói gì so với chất luôn. Má này comment nói em bao nhiêu đấy ạ? 13 cho em này, 35.000 một cái, 13 cho em 35.000 này. Đây là em nói thật mọi người là giá không bao giờ có, không bao giờ có nhá, bởi vì em bảo hôm nay em vui tính. Mọi người mà bỏ qua livestream này thì hơi buồn, hôm nay em cực kỳ vui tính luôn. Em quá là vui tính các chế nhá. Mã mười mấy cho em đây ạ? Mười mấy đây? Mười mấy nhở? 13 cho em, nhanh tay chỉ nào chia sẻ livestream cho em này. 13 chốt cho em ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em này, 13 chốt cho em đi chú. 13 cho em, ok chốt chị Thu Trang này, chị Thu Trang vừa này, 13 chị Thu Trang cho em này. Đơn chị Thu Trang đi rồi tình yêu ơi, sang đơn sau cho em nhá, một cái mã nữa này. Cái mã này ngoài của nó là màu xanh nhá, trời ơi bi này. Mà lớp bi của nó rất mềm này, hàng Quảng Châu xịn cho em này, em đã bảo rồi mà. Ít khi bán lắm nhưng bán là toàn bán hàng đẹp. Thực sự luôn này, nhìn của em này. Đẹp xuất sắc đây, áo bi lưới này, gần như em ít khi mặc như cái áo này, chất rất đẹp này. Bi lưới cho em nhá, bi lưới mọi người nhìn chất là mọi người đã biết là chất nó siêu siêu phẩm luôn rồi. Một cái short cho em phải 50 này. Áo này rất đẹp luôn, chia sẻ livestream lên cho em. Trời ơi, áo này gió là dáng mỏng mọi người nhá. Mọi người dáng mỏng cổ lưới. Em là mặc cái cổ bên trong này nhưng chất rất đẹp. Chất này mọi người mặc cực kỳ xinh, cực kỳ baby luôn. Mã 14 cho em này. 14 cho em 50 một cái áo này, ai không mua thì em giữ lên mặc luôn. 14 chất rất đẹp luôn này, chất bi của nó này. Bi đẹp xuất sắc luôn, 14 cho em. 13 hết rồi. 14 cho em 50.000 một cái áo này rất đẹp này. 14 là chị Phạm Hương có này, 50.000 này. 14 tình yêu Phạm Hương đơn đi rồi này. 14 cho em này. 12 vừa nãy ai chốt nữa không anh? 14 này, Phạm Hương này vẫn còn đấy, đưa em còng này đi. Phạm Hương cho em này. 50.000 này đấy, đúng rồi, đưa còng này. Đây. Còng này là còng rì đây. Đẹp quá trời ơi. Vậy là cọc chân váy này cái gì đây, một cái này nữa là đây chân váy này. Đây. Đây rồi các chế. Đây hôm nay cũng sale cho em luôn cái váy này, đẹp lắm luôn. Riêng ai mà nhã nhận cái váy này của em thì chỉ có một từ thôi, rất là đẹp. Cái váy này nó là chân váy hàng Quảng Châu, lớp lót bên trong hai lớp này. Mặc rất nhẹ nhàng, cực kỳ đẹp luôn, bên trong một lớp lót này. Đẹp lắm, đây cho mọi người xem này, mặc rất đẹp. Chân váy này cho em xem còn mấy cái đây. Cái mã này cũng vừa bán vừa tặng cho em nhá. Cả chân váy này, có đây còn một chiếc mà. Chân váy này còn đúng một chiếc à. Một chiếc cho em vừa bán vừa tặng 35.000 một chiếc này cho em này. Mã 15 đúng không? Chân váy dài đẹp lắm. Nói chung em không muốn quảng cáo nhiều bởi vì toàn hàng Quảng Châu đẹp thôi mọi người ạ. Mã 15 Trần Chi cho em này, chân váy rất đẹp, chất cực kỳ mềm luôn. 15 này ai nhận cái mã này cũng phải inbox lại để ấy Trần Chi cho em này. 35.000 này. Hôm nay toàn bán hàng giá sốc thôi. Chia sẻ livestream lên cho em bán hàng cực kỳ đẹp này, một cái áo nỉ cho em nữa này. Cái áo nỉ này chất rất đẹp này.
áo nỉ này cho em này, comment hộ em. Comment hộ em một áo này, coi em mã tặng này. Tặng cho em luôn mã này cho em, chia sẻ nhiệt tình lên cho em một mã tặng cho em này. Tặng cho em luôn mã này, comment hộ em một mã tặng luôn áo nỉ này, áo nỉ nâu ai đã mua hàng nhà em rồi thì biết là chất siêu phê. Mọi người mặc ở nhà cũng đẹp này, chia sẻ lên cho em. Hôm nay em cực kỳ vui. Duy nhất ngày hôm nay cho em bán giá cực kỳ đẹp cho mọi người, nhưng mọi người phải chia sẻ lên cho em. Trời ơi, bởi vì sao? Tăng tương tác cho em. Lên một mã tặng cho em này, một áo nỉ nâu tặng cho em này, toàn hàng đẹp thôi. Một áo nỉ nâu tặng cho em này, một áo nỉ nâu tặng comment tặng giúp em nhá. Tặng cho em này, tặng một áo nỉ nâu này rất đẹp này. Tặng cho em một áo nỉ nâu cơ chế. Tặng cho em một áo nỉ nâu ạ. Đẹp quá. Tặng một nỉ nâu cho em nha mọi người ơi, comment của em tặng một nỉ nâu này. Tặng một nỉ nâu cho em. Đây lên tiếp cho em một cái chân váy thô này, chân váy là chân váy thô nhá, giống nhộc của Zara ấy. Ok này, chốt tặng cho em chị yêu là comment nhanh nhất là ok tặng Bảo Trâm ạ. Bảo Trâm này là Bảo Trâm nào đây? Tặng Bảo Trâm để lại số điện thoại giúp em nha. Đơn em đơn tặng đi kèm một mã sản phẩm này. Một cái chân váy thô nhá, chất nó là chất thô này, rất đẹp này. Bảo Trâm là bông. Ok. Ồ đúng rồi, một cái chất thô cho em này. Chất váy thô này mọi người mặc với những cái dáng như kiểu là nó là dáng chân váy thô nhá nên mặc rất đẹp, cực kỳ kiểu nó là dáng kiểu sporty, cực kỳ khỏe, cực kỳ năng động luôn. Một chiếc sale cho em luôn cũng 35.000, chân váy này ai mà nhận được thì ưng luôn. Chân váy dáng thô à, chất thô nhưng mà rất đẹp, cực đứng dáng. Bao nhiêu đấy một mã này, bao nhiêu đấy ạ? Dưới 55 cân mặc ok cho em nhá. Bao nhiêu? 16 đúng không? 35.000 này, đẹp quá, khu trang cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Hết cho em mã này. Nào thì lên tiếp cho em hàng hot hit này. Thực ra cái hoa này không định bán đâu, bởi vì là hoa này hot lắm. Không định bán hoa này đâu, có 4 cái hoa thôi, hot kinh luôn. Có 4 cái mã hoa này thôi này, 4 mã hoa này màu toàn màu hot cho em thôi. Không định bán mã hoa này đâu, nhưng mà thôi được rồi, đây này, toàn hoa hot thôi. Mời comment hộ em nhé, vì là có 4 cái em xả cho người là 49.000 này. Nhớ hộ em comment này, em dơ màu cho mọi người nhá. Một là hoa đỏ này, hai là hoa hồng này, ba là hoa xanh này, 4 là kẻ cho em nhá. Nhớ hộ em này, mã này toàn gần như là toàn cái đẹp, rất là đẹp luôn. Mọi người thôi rồi, em bán từng cái một nhá. Bán từng cái một cho dễ nhá. Đây là váy sao ấy mà. Đâu áo hoa là đẹp chưa này. Ừ thôi, bán từng cái một cho dễ nhá. Hôm nay xả rất rẻ. Bán từng cái một cho dễ này, bán từng cái một cho dễ này. Mã này xả rất rẻ luôn. Nó là dáng hoa nhưng nó là dáng, mọi người biết không? Đây này, đẹp xuất sắc chỗ đây, hàng Quảng Châu này. Cái mã này thôi, bán từng cái một, đừng comment trước hộ em vậy. Mã bán này rất rẻ luôn, 49.000, chưa bao giờ có một cái giá này, nói thật mọi người luôn. Riêng áo hoa nhà em nhận vô tư đi. Mã này mọi người dành cho mọi người trên 50 cân mặc đẹp cho em mã này. Trên 50 cân mặc đẹp cho em mã này, comment hộ em mã 17 đấy ạ. Ok, 17 đẹp lắm luôn chị Phạm Hương. Nhưng mà chị Phạm Hương mặc mã nào? 17 đẹp quá này. 17 này, 17 này, chị Phạm Hương mặc mã này đi, dáng này freestyle này. Riêng chị Phạm Hương comment đầu tiên tặng cho chế một cái áo dây này luôn. Tặng luôn này. Đẹp chưa? Áo dây này chất rất thích này, tặng cho chị Phạm Hương một cái áo dây này luôn này. Mã này kể cả mọi người nhỏ xinh xinh, em trên 50 cân thôi nhưng mọi người mặc tầm khoảng, mặc rộng một xíu. Mã này 49 17 đúng không? Phạm Hương này, tặng một cái áo dây luôn cho chế nhá. Hôm nay em thật sự mọi người luôn, em bán hàng quá là dễ tính. Chưa bao giờ là bán từ từ tiếp một mã nữa này. Đẹp lắm luôn, đây hoa đẹp đây. Từ từ nhá mọi người, comment 18 cho em này. 18 cho em một cái ổ đẹp chưa? Trời ơi, 18 cho em này, một cái trễ vai này. Ok này, chị Vũ Châu Lê cái hồng á. Đây à, chị xanh của chị Vũ Châu Lê là gì? Đẹp quá, toàn mã đẹp thôi. Đẹp chưa này, đây áo của chị Vũ Châu Lê đây, mặc rất đẹp này. Cực kỳ thích luôn này, áo này là dáng các loại hoa nhưng mà đây này, đẹp chưa? Ba lỗ nhưng rất xinh luôn này, Vũ Châu Lê này, đẹp lắm. Mã mười mấy đấy? 17 là Vũ Châu Lê này. Vũ Châu Lê 49 thì đẹp quá. Đây comment của em là 17 kẻ, 17 nó là hình hoa xanh nha, rất rất đẹp luôn. Hàng Quảng Châu xịn cho em này. 18 cho em này, comment của em 18 kẻ xanh này. Đẹp quá. Trễ vai. Cẩm Viên Phạm đẹp quá, mã này đẹp nhất luôn, em thấy cái này đẹp nhất luôn này. 18 Cẩm Viên Phạm cho em này, hàng Quảng Châu siêu phẩm luôn. Cẩm Viên Phạm này. 49.000 cho em này. Ok. 19 cho em còn một cái cuối cùng này, cái này nó là dáng yếm nhá. Đẹp quá. Mất người luôn mọi người ơi. Đây này, còn cái áo kẻ nó đẹp luôn. Cái này nhá, nó là dáng yếm này, áo rất đẹp luôn này. Riêng mà ai nhận được áo này thì cực kỳ xinh luôn, nó là dáng cả áo hoa đỏ nhưng rất đẹp, hàng Quảng Châu này. Cái này mọi người mặc như này nhá, cực kỳ xinh này. Đó, nó này bao nhiêu đây? 19 cho em đưa một em vừa dưới túi nào. 19 cho em này, một cái áo hoa cà chua này. 19 cho em này. 49.000 này. Nguyễn Phương Liên này. Ok. Lên cho em một áo nữa này, áo này. Cái mã áo này cũng là vừa bán vừa tặng mọi người nhìn đúng không ạ? Đây ạ. Toàn bộ hàng bán Tết chứ hàng Quảng Châu rất rất đẹp luôn chứ còn na. Đây cái này là
cái này là một cái set mà chị nào may mắn nhất sẽ được tặng trong ngày hôm nay. Một cái set này để dành cho mọi người mặc ở nhà cũng được, rất là đẹp. Một cái set quần này, hàng chất rất là đẹp, hàng Quảng Châu cho em. Cái set này cũng vừa bán vừa tặng cho em. Trời ơi, cái set này em giúp mày mặc nhá, không bán nó đâu ạ. Trời ơi, một cái set áo với một set quần thế này vừa bán vừa tặng cho em 55.000 một set. À, mình nhận được thì quá là thích luôn này. Mọi người có thể mặc ở nhà kèm bên trong áo dây như thế này, mọi mặc rất xinh này, mặc ở nhà cũng được. Đây, một cái quần đùi nhá, trời ơi đẹp, là một cái quần và một cái váy nhá, xinh lắm luôn đấy mọi người, nhìn em này. Cái set này mặc áo đen bên trong này, xuất sắc luôn. 55.000 cho em, chị nào nhanh tay thì được mã bao nhiêu đây? Đẹp quá, một còn đúng một set này thôi. Vừa bán vừa tặng cho em luôn đấy mọi người. Bao nhiêu đây? Đẹp quá. Bao nhiêu? 20 cho em này. Ai? 20 ai? 55.000 này, ai mà nhận được combo này quá xuất sắc. Áo này rất đẹp, em không nói điêu luôn với mọi người. Toàn hàng hot hit của em thôi đâu có thế. 20 nhanh tay lên cái gì đây? Ai? Ok, chị Thu Trang cho em này. Lên cho em nữa một cái chứ. Cái này chắc là cái quần. Ơ, cái này là cái yếm này. Trời ơi, toàn yếm xinh thế này. Yếm này đẹp lắm luôn đấy mọi người. Ở đây này, bên trong yếm này nhá, nó có là mác Quảng Châu luôn này. Cái yếm này còn sót cho em này. Yếm này là dáng rộng mọi người nhá, trên 50 cân mặc ok yếm cho em. Đây, yếm này rất đẹp này. Trên 50 cân mặc cho em, chia sẻ nhiệt tình cho em này. Yếm có đằng sau này. Yếm này mọi người mặc với áo gì cũng đẹp. Nó là yếm hơi chất hơi nhung nhá. Ngoài nó là màu nâu đồng cực kỳ xinh này. 50 cân hơn mặc cho em mã yếm này đẹp. Tầm khoảng từ 50 đến 52 cân mặc ok yếm này cho em này. Vừa bán nó tặng cho em 50.000 một cái yếm này thôi. Hôm nay em bán quá rẻ luôn này. Vừa bán vừa tặng hết cho các chế duy nhất tối hôm nay nhá. Còn nếu không sau là chưa mai là trở về. Ai như Vinky đúng không? 50.000 này bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? 21 cho em này, hết cho em này. Đẹp quá, toàn váy đẹp, toàn váy đẹp. Đẹp quá này. Nhũ tiếp cho em này, nhũ này, áo nhũ này ai nhanh tay thì được này. Vừa nãy bán bao nhiêu tiền đấy nhở? Mã này form dáng rộng mọi người nhá, đẹp lắm. Riêng nhũ này, đây là một cái lưới bi này rất đẹp này. Nhũ 50.000 cho em này, còn một chiếc. Trời đẹp lắm luôn đấy mọi người. Nhũ 50.000 cho em này. Nhũ 50.000 cho em này, nhũ 50.000 cho em này, còn một chiếc này. Nhũ 50.000 cho em còn một chiếc này. Đẹp lắm mọi người ơi. Nhũ cho em 50.000 thì bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 22 đúng không? Đẹp quá, 22 như Vinky này. 50.000 luôn này, ok. Lên một set nữa cho em này, toàn hàng đẹp thôi. Lên một set nữa cho em này mọi người ơi, nhanh tay. Trời ơi, set này rụng rời luôn này. Đằng sau của nó có khóa nhá, rất là đẹp. Set này hàng Quảng Châu, chất nó là chất đũi, siêu xinh luôn. Set này là set dáng quần cho em. Cái set này mọi người để ý kỹ size của em nhá, tầm khoảng 51, 52 cân mặc ok cho em này. 50, 51, 52 cân mặc ok cho em này. Set này màu hồng này, hôm trước em đi xem không điêu luôn. Một cái set kiểu như này hay là thôi, set này cứ lại mặc xinh lắm luôn. Mọi người vừa bán luôn tặng cho em set này 60.000 ạ. Set này là chất đũi hàng cao cấp mọi người nhá. Đằng sau này đẹp lắm luôn này, mã bao nhiêu? 23 cho em này. 60.000 một cái set này, ai nhanh tay thì được. Mọi người đem đi tặng rất là xinh. Hàng cao cấp chất đũi luôn, mặc sờ và sướng rên luôn. Còn đúng một set em xả cho mọi người luôn. Đẹp lắm đó chế. Giang Trà vừa bao nhiêu đây? 23 chị Giang Trà này. Đẹp quá. Anh đưa cho em một cái màu hồng kia đi. Màu hồng kia là cái gì đấy? Đây. Lên tiếp cho em một cái combo này nhá. Cái combo này là combo cũng set cho em, nhưng cái này sẽ là vừa bán vừa tặng các chế này. Trời ơi, một cái quần màu hồng và một cái áo. Riêng cái áo này bình thường nhá, nó là chất gì rất là mềm mà nó không hề bị quê đâu mọi người. Ở đây cho mọi người xem này, tay của nó là tay bèo này. Đây mọi người nhìn đồ em này, không hề bị quê một tí nào nhá. Màu rất xinh này, mọi người để kỹ không ạ? Chất rất mềm, bên trong mọi người không phải sợ nó mỏng nhá, bởi bên trong của nó có một lớp lưới như thế này, lớp lót như này, mặc cực kỳ xinh luôn. Đây, đây rất đẹp này mọi người nhìn đâu. Mọi người sẽ được phối hợp với một cái quần hồng. Cái quần hồng này thì chất của nó rất nhẹ nhàng. Cái set này nó rất chất của nó rất nhẹ nhàng. Em xem size cái set này đã. Ai mà nhận được cái set này? Cái set này tầm mọi người tầm khoảng 46 cân đến tầm khoảng 48 cân mặc ok cho em. 46 đến 48 cân mặc ok cho em. Cái này còn mấy set thôi này. Nhìn của em một cái set Quảng Châu như thế này mọi người nhá. Đây. Cả một cái set Quảng Châu như này chia sẻ livestream hôm nay bán cho mọi người giá rất là sốc. Có nghĩa là mọi người thực sự hôm nay em rất là vui. Em thấy hôm nay cứ lâng phê không hiểu sao. Đây mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em mã này, vừa bán có tặng cho em 52.000 một set rất đẹp. Nhanh tay thì còn 52.000 một set thôi, cả một quần cả một áo, chưa giờ em bán giá như vậy cả. 52.000 một set có 4 set thôi này. Ừ, mã 24 cho em này. Đây áo của nó màu hồng vỏ đỗ nhá, rất đẹp luôn, nhìn của em này. Màu hồng vỏ đỗ lá này, mọi người mà mặc vào thì phê luôn. Nói chung là chất của nó rất là mềm và nhẹ, áo dáng bedroom mọi người mặc với cặp quần cũng được. 24 cho em này. Nghe kỹ cân nặng của em nhá, không mã này chốt về mọi người không mặc được sẽ rất là phí mọi người nhá. Em ơi Thảo Mai dễ sợ luôn đấy mọi người. Còn đúng 4 set thôi, 52.000 đẹp quá. 4 set mà có 52.000 này. Nó bao nhiêu đấy?
24 cho em này, nhanh tay thì còn nhá. Gabi này. Bao nhiêu nhở? 52.000 này. 24 cho em này. Ván này màu hồng xinh lắm luôn ạ. Nhi Pinky cho em này. 52.000 này. 24 thì Tâm Nguyễn này, màu hồng của Đỗ này xinh dã man anh ạ. Tâm Nguyễn cho em này. 52.000 cho em này. 24 tiếp một người nữa này, màu hồng của Đỗ này xinh lắm. 24 cho em, 52.000 cho em. Ok Vũ Châu Lê ạ. Ok hết cho em nhá. 52.000 này hết cho em luôn. Hết luôn cho em, vừa bán vừa tặng cái chế luôn đấy. Đây nữa này. Toàn cái xinh thôi. Toàn những cái hot hit một thời đấy các chế. Đây này, cái này là hình như là set hay là bộ nữa đây. Đây, ôi dồi ôi. Ai mà nhận được cái áo khoác này cũng rất là đẹp luôn nhá mọi người. Đây là cái áo dáng cổ này, cực kỳ bánh bèo, cực kỳ xinh luôn. Đây cho mọi người xem. Mà cái mã áo khoác này rất đẹp luôn này, đẹp quá. Mã này bán Tết của em ấy nhá. Tây dã man luôn. Tây cực kỳ tây, sale một cái cho em còn một cái 50.000 cho em nốt này. Hôm nay bán đúng là nghĩa vừa bán vừa tặng một cái áo này. Ai mà nhận được cực kỳ đẹp, nó là rất là tây mọi người nhá. Đây, có cúc ở đây này. Mã này hàng cao cấp luôn, cực kỳ tây và cực kỳ tiểu thư luôn. 50.000 một cái, hàng Quảng Châu cao cấp này. 50.000 một cái cho em hàng Quảng Châu cao cấp này các chế ơi. 50.000 một cái cho em hàng Quảng Châu. 50.000 một cái cho em bán combo về vậy cho nhanh. Bao nhiêu đây? Hai mấy? 25 cho em này. 50.000 này, đẹp quá. Nguyễn Phương Liên này. Combo cho em nhé, cho nhanh các chế. Combo thì sẽ rẻ hơn mọi người nhá và rất là đẹp. Đây này, riêng cái check này. Cái này ai mà nhận được thì cũng cực kỳ. Cái này em nhầm rất đắt mọi người ạ. Đây. Trời ơi, đẹp chưa này. Một áo cho em nhá, một áo trắng cho em này. Một cái, ôi đẹp chưa này. Một cái váy cho em này. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn. Cái combo này mọi người tầm khoảng 49 cân mặc ok cho em nhá. Váy hồng gỏ đỗ này. Một áo trắng cho em vừa bán vừa tặng cho em luôn. 60.000 một combo này ạ. Rất đẹp ạ, 60.000 một combo này cho các chế ơi. Mã bao nhiêu đây anh? Mã bao nhiêu đây? 48 cân nhá. 48, 49 cân mặc ok cho em này. Mã bao nhiêu đây? 25 cho em này. Ai? Loan Tùng này. 60.000 đúng không? Rẻ quá. 60.000 bà nhận được rồi. Ok. Lên cho em combo áo nữa này. Lần này toàn là hàng đẹp, hàng theo. Toàn bộ là hàng đẹp hết này. Cái này hình như là nó bị có một chút vấn đề này. Đây. Cái áo này chất, ôi đẹp chưa này. Áo này nơ nhá. Trễ vai như này cho em một cái áo này. Một cái anh vừa bán vừa tặng cho các chế luôn. Đẹp lắm luôn. Combo này một cái áo hồng cho em, hồng nhũ này. Đẹp xuất sắc, mẹ hàng Quảng Châu đẹp đéo chịu được luôn này. Một cái áo hồng nhũ cho em này rất đẹp. Mọi người nhìn đồ em này, hàng Quảng Châu ai mà nhận được nhá. Đây là lông này. Nhìn cái chữ của nó không ạ? Lông này cho em này. Combo này vừa bán vừa tặng cho em luôn. 80.000 hai cái này rất đẹp. Hàng này em nhập hàng cao cấp luôn. Đây mọi người nhìn này, hàng này mặc Tết nhá. Mọi người mặc bên trong cho em một cái quần dạ đi với đôi bốt vào, mặc cái áo khoác vào chất đừng hỏi. Khoác bò này hoặc là khoác dạ này. Đây, áo này mặc ngoài nó sẽ không bị ấy đây đâu ạ. Mã này bao nhiêu đây ạ? Đẹp xuất sắc. Ai nhanh tay thì được mã này ạ. Mã bao nhiêu đây anh? Chị Trần Cherry hôm ạ. Mọi người ai mà xem livestream của em thì hơi bị được luôn đấy. Bởi vì em bán rất rẻ, toàn đều là hàng đẹp, hàng bán Tết của em chứ không phải là hàng hè ấy luôn. Bao nhiêu? 27 đúng không? 80.000 thôi. Ai nhanh tay được combo này, nhũ đẹp xuất sắc. Đây cho mọi người xem kỹ lại chất nhũ. Có lại bảo cháu nó liêu này, đẹp chưa? Đẹp lắm luôn. 27 đúng không? Ai nhanh tay được 27 cho em ai? Thu Đỗ được à? Thu Đỗ ơi xinh lắm. 80.000 thôi. Ok thì Thu Đỗ. Ok tình yêu đây, một chân váy trên la trên nhất các thứ nữa này cho các chế này. Toàn bộ đều là đẹp. Phê. Đây nhá mọi người nhá. Đây là một cái dáng váy thiên nga lưới này. Thiên nga là con thiên nga là thiên nga thêu luôn nha mọi người. Bên trong mọi người sẽ được tặng kèm một cái gọi là không phải tặng kèm, nó là một set đi kèm một cái váy dây này. Sau đó mọi người sẽ mặc ngoài con thiên nga như thế này. Đẹp lắm luôn cái váy lưới nhá. Lưới này ngoài thiên nga như thế này đây. Mọi người nhớ bên trong có cái dây như này, rất đẹp luôn này. Lưới nhưng mà bên trong mọi người sẽ được có một cái váy đen bên cạnh đây như này. Mọi người đâu nhìn mọi người này, để ý hai cái dây đen đúng không ạ? Set này nó là hàng Quảng Châu cấp cho em nhá, 55.000 cho em này. Hàng này em nhập rất đắt nhưng mà em bán gọi là gần như là giá gọi là lỗ luôn một tí để cho mọi người vui vẻ ngồi chia sẻ livestream cho em. Chứ còn set này á, bao nhiêu? Hai mấy đây? 28 thần chi này, con thiên nga này set xinh lắm luôn ạ. 50.000 này, 55.000 cho em này. Đây lên cho em combo nữa này. Xuất sắc, áo hoa hết các thứ này, vừa bán vừa tặng các chế luôn nhá. Thảo rồi ít khi em chơi lớn lắm. Đây một áo này, cái này là váy hay sao? Về, cái này là váy 2 dây cho em này. Váy 2 dây bi cho em này. Và dăm 2 dây bi cho em. Riêng hàng này thì khỏi phải nói luôn bởi vì chất của nó rất rất đẹp. Mọi người nhìn em cái mác này. Nhìn em cái mác hàng luôn này, rất đẹp luôn này. Cái dăm dây cho em nhá, dăm dây bi cho em này. Nó là dăm nhá, dăm cho em này, mọi người mặc bên trong bra cho em nhá. Ở đây của nó, cái dây của nó có mức điều chỉnh này, tùy các chị ngực to ngực nhỏ nhá. Có túi này, một dăm một hoa cho em 100.000 một cái. Mã này rất là xinh, 100.000 hai cái luôn này đây.
Eo áo hoa này đẹp lắm ý. Đây, áo hoa này chất là mát này, chất rất là mát áo hoa này. Áo chất là chất nhỏ nhẹ luôn mọi người nhá. À chất nó là chất kiểu như chất mỏng mỏng nhẹ nhẹ nhá mọi người. Bao nhiêu đây anh? 29 cho em. 29 cho em này, 100.000 luôn. Cái zombie này mọi người tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok nhá. 29 cho em zombie đẹp lắm. Mọi người mua cái zombie này mọi người mua phải tầm 250.000, zombie chất rất đẹp. Này nhìn của em này, chất đẹp mê luôn. 29 cho em này. 100.000 này, 29 này không lấy hơi phí luôn ạ. Rất đẹp. Ừ chị Trần Cherry ơi, 29 chốt cho em này. Nguyễn Phương Liên này, cả combo cho em tình yêu nhá. 100.000 cả combo rồi. Nguyễn Phương Liên này. Cả combo cho em tình yêu, đẹp lắm, zombie đẹp lắm. Bán cái này hơi tiếc mà thôi được rồi. Đây cho em một mã nữa này, đẹp xuất sắc. Đây, mã này mọi người không lấy hơi phí luôn này. Vừa bán vừa tặng cho em một cái set này luôn này. Đẹp quá. Đây nhá, một cái áo sơ mi này em chẳng muốn dở ra đâu. Sơ mi này chất rất đẹp, rất đẹp. Nhìn của em cái chất sơ mi này, đẹp mê luôn này. Mọi mua cái sơ mi này coi như em tặng cho mọi người này. Vừa bán vừa tặng combo này luôn. Cái áo tím này thực ra là cái tím của nó, màu này của nó là tím thêu để mọi người mặc ở nhà em thấy cũng rất xinh nhá. Tím thêu nổi này, cái chất này của nó rất lạ. Tím theo nổi cho em một cái áo vàng và một cái áo trắng này rất đẹp. Trời, cái áo trắng này đẹp lắm luôn. Áo trắng này đẹp dã man. Áo trắng này chả nhẽ em giữ lại để em chui phục yếu. Cái tay của nó rất đẹp. Áo trắng này vừa bán vừa tặng cho em này, 75.000 này. Cả hai cái luôn, bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 30 cho em 75.000 này. Đẹp quá. 30 cho em, ai nhận ưng lắm. 30 cho em 75.000 này. 30 cho em 75.000 này. 30 cho em này, 75.000 cho em này. 30-75.000 cho em, 30-75.000 cho em. Lên lên nhanh tay cho em, 30 rất đẹp luôn. Cái áo trắng đấy là lên cho em nữa này, một phát này. 30 chốt 30 cho em, 30 mã 30 nhá, không phải 24 ạ. Mã 30 cho em các chị. Áo trắng này em dở ra thì mọi người nhận mê luôn, mất nấc luôn. Mã 30 cho em nhá, mã 30 này. Ok, dung Jenny này, cái này đẹp quá. Dung Jenny cho em này. Ok, hết mã 30 cho em. Lên cho em cái này còn hai khoác cho em vừa bán vừa tặng này. Khoác này là thêu nhá mọi người. Đằng sau cũng thêu này, khoác này là khoác gió mỏng. Gió mỏng luôn, nói là khoác gió mỏng luôn này, hàng hai lớp nhá. Hàng này áo Quảng Châu này, chất rất đẹp. Khoác gió mỏng này, hai lớp cho em nhá. Hàng hai lớp cho em này. Hàng hai lớp cho em các chế, hàng hai lớp này. Nhìn thấy không ạ? Hàng hai lớp khoác gió mỏng này. Rất xinh này. Đây mọi người nhìn thấy không? Xinh lắm. Mắt này mặc cực kỳ chơi, mặc với áo bên trong khi mọi người mặc với cả một cái váy body 2 giây mà lộ như em ví dụ như yếm này, mọi người mặc đi đâu mọi người không muốn hở thì mọi người mặc cái này rất xinh này. Sạc máy cho em luôn. Đây nhìn thấy không? Cực kỳ xinh luôn. Hai cái này vừa bán vừa tặng cho em 50.000 một cái này. Toàn mã đẹp thôi. Toàn mã gọi là xuất sắc, xuất con nhà bà sắc luôn. 50.000 một cái cho em mã bao nhiêu đây ạ? 31 đúng không? Xinh lắm mọi người ơi, nhanh tay thì còn này. Đẹp xuất sắc này. Đẹp lắm luôn, 31 này. 31 Yến Hải một cái với ai nữa đây? 31 này Yến Hải, 31 ai đây? Đẹp xuất sắc 31 này. Yến Hải cho em này. Trời ơi, có 50.000 thôi ạ. 31 này Winnie Sunny trên hàng Quảng Châu cao cấp luôn nhá. 31 này Winnie Sunny này. 50.000 này, hết cho em này. Đây, lên tiếp cho em mấy combo này vừa bán vừa tặng luôn này. Đây, cái này là cái gì đây? Váy sao này, đẹp. P, cái này thì thôi nhá mọi người nhá. Hàng Quảng Châu này, chất siêu phẩm luôn. Một váy cho em, vừa bán vừa tặng cho em một váy nữa này. Cái váy này form dáng rộng nhá mọi người mặc. Không, đây. Đây này, cái váy này có kèm đai này, đẹp quá này. Mọi người nhá, váy Quảng Châu cho em này. Có kèm đai này, đai đẹp chưa? Cái váy này là váy kẻ nhá. Hàng chất rất đẹp, mọi người nhìn cái chất mọi người biết em đã bảo là váy đẹp chuẩn luôn. Đây cho mọi người xem. Đẹp quá, hôm nay vừa bán vừa tặng hết luôn này. Đây, có một cái đai như này nhá, váy rất xinh này. Một váy và một chân váy tiếp cho em combo này 100.000 thôi mọi người nhá. Đây, một váy và một cái quần cho em cũng quần bò dáng culotte này. Cái váy này thì cái quần này thì mọi người tầm khoảng ở dưới 50 cân mặc ok cho em. Quần này là form dáng rộng mọi người nhá, quần này là form dáng rộng cho em này. Quần này dây gucci này, dây giả gucci này, quần bò màu đậm hơn nhá, quần bò màu đậm hơn này. Mã này mọi người tầm khoảng dưới 50 cân cho em mặc ok, 50 cân 51 cân mặc ok cho em. Combo mã 32 đúng không? Đẹp lắm, 100.000 thôi, cái váy đẹp quá. Cái váy chất siêu phẩm luôn. Mã 30 đây. 32. 32 chốt cho em này 100.000 thôi, đẹp lắm. 32 cho em Trần Chi có hàng này. Váy đẹp quá. Cả cái quần bò nó 32 cho em bị Trần Chi này. 100.000 cho em này, hết cho em mã này. Đây lên tiếp cho em hai cái này đi ạ. Hai mã này thì sẽ vừa bán vừa tặng cho chế. Đây là cái cái đây là cái quần nhá, một cái quần cho em này. Một cái quần có túi này, quần có túi cho em này. Riêng cái chất quần nhà em thì mọi người mặc thoải mái luôn. Chính em toàn lấy quần của em bởi vì em là một người không mặc được quần bò ấy mọi người. Em là một người không mặc được quần bò. Nên là em chỉ mặc được quần vải, mấy quần kia đổi quần bò em mặc hay kiểu như là nó bị chặt bụng ấy. Bụng em to thì không có quần nào có thể vừa mọi người nhìn này.
Đây là mặc áo yếm nó che hết cả khuyết điểm của em đi nhá, nó còn có béo ấy. Thực ra em rất là béo luôn nên em không mặc quần bầu vì sao? Cái chân của em mọi người này, đây là không phải là mọi người nhìn cái mỡ mọi người biết nhá, không phải là kiểu như em hóp bụng hay em cố thở ra mọi người sẽ thấy nhá. Đây mặc áo yếm này rất là che đi khuyết điểm của em luôn. Khuyết điểm của em là gì? Bụng mỡ. Nên thành ra em không mặc được quần bầu bởi vì sao? Cái chân của em là nhỏ. Em chỉ có khuyết điểm bụng mỡ, em béo nhưng mà bụng em mỡ thôi chứ không phải là em béo là do ấy. Thế nên là đây, ôi đẹp chưa này, áo này hình che đi này, chất rất đẹp nhá. Combo này vừa bán vừa tặng cho em này. Mã này mọi người tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok, bởi vì tại sao em nói thế, bởi đằng sau của nó có chun này. Mặc rất đẹp, tầm khoảng dưới 53 cân mặc ok rồi, tầm khoảng 50-52 cân mặc ok cho em. Combo vừa bán vừa tặng cho em một áo một quần cho em này, 34 cho em bán cho em là 70.000 ạ. Combo này rất đẹp. Mã bao nhiêu đây? Ừ, không phải đâu, 34 đúng không? Ngọc Diệp ơi, áo em mặc tặng rồi đấy, áo tặng mặc tặng cho bạn nào ấy nhỉ? Bạn nào tặng áo này nhỉ? Ừ, Yến Hải tặng. Mã 34 này đúng không? 34 chút ai nhỉ? Cái mã này hình như tặng cho Lê Thị Hà hay sao? 34 Trần Chi có hàng này. Trần Chi mặc rất đẹp này. 70.000 thôi. Cô mua đẹp quá này. Nên là thành ra là không phải là quảng cáo mà bởi vì sao? Bởi vì là em là một người không mặc được quần bò. Nên là em toàn mặc quần vải cho đây này. Trời ơi, cái này thì váy rất xinh này. À, một cái áo rất xinh này. Cái chất này siêu dày, áo xanh cổ đá này mọi người mua tặng mẹ cực kỳ đẹp đây cho mọi người xem này. Bên trong của nó lắp nhung như này cơ mà, rất đẹp, áo rất đẹp, pha gen. Em bảo là toàn hàng quán Tết và toàn hàng cao cấp của em thôi. Đây nhìn của em này, áo cổ đá pha gen chất siêu xịn luôn. Mã này mọi người đem về tặng mẹ cũng được nhá. Nhưng mà cái size này của nó là hơi nhỏ một chút, nghĩa là mẹ nào tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc cho thoải mái, bởi vì bên trong có lắp nhung toàn bộ luôn này, nhót nhung cho em này. Siêu dày, mã này vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Mã này rất là đắt này. Nhưng chỉ bán cho người 65.000 thôi. Vào vụ mọi người mua áo này không dưới 250.000 luôn. Lót ren toàn bộ, à lót nhung bên trong toàn bộ này. 35 đúng không? 35 cho em này. 35 chốt cho em. 35 chốt cho em này. Chốt 35 cho em này. Đẹp xuất sắc luôn. 35 này, chốt cho em ok này. 35 Vũ Châu Lê này, mua cực kỳ xinh luôn. 35 này, Vũ Châu Lê có hàng bao tiền đấy nhỉ? Châu Lê cho em này, 65.000 cho em này. Hết cho em này. Lên tiếp cho em. Đây. Hai cái váy này hot hit luôn đây. Cái váy hổ này hàng Quảng Châu hot hit luôn. Cái váy nó là dáng suông, em thật người em đi đâu mà thấy dáng suông mặc rất là dễ mít đồ luôn này. Một cái váy hổ dáng suông cổ chocker này. Váy này form dáng suông cho em nhé. Nhưng mà nó là em thấy là size của nó cũng tầm khoảng độ dưới 60 cân mặc ok đấy. Size rộng nhá mọi người nhìn của em bảo cái nào size rộng là size rộng này, hàng cực kỳ đẹp luôn này. Hàng là váy cốt tông mọi người, kết hợp chỉ cần mùa thu tầm mùa này mọi người kết hợp với khoác rất là đẹp này. Một áo này cho em, đây là một cái áo nữa này. Đẹp quá. Cực kỳ xinh luôn mọi người ơi. Dương Nguyên ơi, có thấy Dương Nguyên nhá, nhưng mà combo này mọi người đừng giận em mà giận em là em khổ luôn đấy đây này. Cái áo này tay bèo trễ xuống cổ rất đẹp này. Đây hai cái này vừa bán vừa tặng cho em. Mã này mọi người tầm khoảng đẹp nhất là tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc ok cho em. À chứ là dưới 55 cân mặc ok cho em. Đây. Rất xinh này, dưới này cổ áo này, đẹp không mọi người đây, áo như này nhá, cổ nó như thế này, cổ bèo trên như thế này. Combo này vừa bán vừa tặng cho em luôn. 75.000 một cái, một váy một áo cho em. Rất đẹp, mã bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đây? 36 chốt cho em vừa bán vừa tặng luôn, 36 chốt cho em này. Nhanh tay cho em, 36 chốt cho em. Tu Đỗ có hàng này, 70.000 luôn. Áo cổ là rất đẹp, hết xem anh. Đây, ba cái luôn. Đây mới là siêu phẩm lê này, cách chế này. Hoa hiếc các thứ này, đẹp chưa đây. Cho em là một cái dáng, cái mã này hoa này tặng cho em đi ạ. Mã váy mã hoa này tặng cho em này, tặng cho các mẹ đang mang bầu. Áo này là áo bầu mà, bởi vì em cái kho của em sót, cái cọc này là cọc sót này. Lúc sau em lọc hàng ra để hàng bán Tết và hàng bán thường thì còn sót một cái áo bầu này, em biết mà, nhìn là biết luôn này. Cái áo bầu này tặng cho các mẹ bầu luôn, chất rất phê. Mẹ này mọi người nhìn hộ em này, cái chất này mặc vào cho con bú thứ này kia thì rất là thoải mái, bởi vì sao? Bởi vì là cái chất của nó rất mát, hàng Quảng Châu xịn luôn. Comment của em một mã tặng, mà nhiều mã tặng xuất sắc này. Bầu theo cho em nhỉ, comment của em một mã tặng này. Comment của em một mã tặng các chế, comment của em một mã tặng đi ạ, em tặng cho các mẹ bầu này. Mẹ nào bầu comment của em tặng bầu cho em nhá, chia sẻ livestream lên cho em, tặng bầu cho em này. Bao nhiêu mấy giờ rồi em? Tặng bầu cho em này, clip đúng 15 phút nữa em dừng clip cho các chế, tặng bầu cho em, nhanh tay thì còn ạ. Tặng bầu cho em, đẹp xuất sắc mọi người ơi. Tặng bầu nhá, chị nào mang bầu thì mang tặng cho em này, đẹp lắm luôn mọi người. Đây là hoa hồng thêu, hai cái này đều form. Mọi người mặc quần đùi rất đẹp. Tặng bầu giúp em nhá, tặng bầu giúp em này. Tặng bầu giúp em. Trần Yến Vi đang mang bầu à? Trần Yến Vi cho em này. Rất đẹp luôn, ok hết cho em. Combo nữa này, hàng Quảng Châu áo cho em mát xịn luôn này. Hàng Quảng Châu mát xịn luôn này. Đây hai cái. Đều là chất rất đẹp và kiểu dáng cực kỳ xinh luôn. Em bán đã rất nhiều rồi. Đây, dáng này dáng bo này. Mọi người nhìn đâu, mặc cực kỳ xinh này.
Hai cái này là form dáng hơi rộng một xíu nhá, dành cho những mẹ nào trên 50 cân trở lên nhá. Áo hoa hồng thêu trễ vai này rất đẹp. Đây. Vừa bán và tặng hai combo này cho em 60 hai cái nhanh tay thì còn. Xuất sắc chưa? Áo hoa hồng thêu này bán đúng 15 phút nữa là dừng, không bán hàng giá này nữa nhá. Sang livestream sau là thôi nhá mọi người nhá. Chưa mai là thôi đấy, tí nữa sau chắc phải khóa livestream vào quá ha. Combo này hai cái 60 này, hoa hồng thêu này. Hàng xuất sắc luôn này. Tặng bầu. Mãi không giao hàng ai nhở? Mình ăn ới mình ăn không giao hàng. Mai tình yêu ơi, mai tình chốt mai bao nhiêu đây ạ? Mai bao nhiêu đây ạ? 60.000 hai cái này. Nhanh tay giúp em, mai bao nhiêu đây anh? 37 cho em này. 37 cho em này, 37 37 cho em này. 37 giúp em, 37 cho em này. 37 chốt cho em này, nhanh tay này. Trần chi cho em này. 60.000 này, bán lỗ luôn, hôm nay toàn bộ đều bán lỗ hết luôn này. Đẹp quá luôn mọi người ơi, đây lên thêm má váy nữa này, váy đúng không? Váy hay yếm như đây ạ. Đây mọi người nhá. Một cho em một cái mã yếm này. Yếm này thì đây một yếm như lúc đầu em livestream em tặng mọi người ấy mọi người. Yếm này thì khỏi nói luôn, bởi vì riêng chiếc yếm nha em mặc rất đẹp. Ai mà nhận yếm của em thì biết này. À đây là một cái dáng váy, nhầm, đây là váy này. Váy bó này, body này. Ai mà nhận được cái váy này có dây này. Cái váy này vừa bán vừa tặng, còn váy này em nhập rất đắt nhá mọi người nhá. Cái váy này mọi người tổng khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em đẹp. Nó một cái váy đen có dây đai ở đây này, vừa bán vừa tặng cho em luôn này, 45.000. Hôm nay em xả rất là nhiệt tình, xả để lấy may cho mọi người nhá. À xả để lấy may, hoặc là em đi lễ rề luôn á, chế này. Váy này rất đẹp luôn này, đấy. Nó có bó eo ở đây nhẹ nhẹ này, không phải yếm nhá. Mọi người này, 45.000 cho em dưới 50 cân mặc đẹp. Dáng hơi xòe nhẹ một xíu và hàng Quảng Châu rất xinh. Ba ba mấy đấy? Dưới 50 cân cho em nhá, 38 cho em này, 38 cho em. Còn 3 chiếc thôi, lấy xả cho mọi người, 3 chiếc. 38 cho em này, còn 3 chiếc này. 38 cho em này. 45.000 này, váy này nhập đắt lắm đấy. 38 này ai? Thủy Đức có hàng này. Thủy Đức cho em 38 này, bút đen này bút đâu rồi. 38 cho em này, Ngân Hàng Nguyễn có hàng này. Ngân Hàng Nguyễn cho em này. 38 đang đam dồn này. 45.000 này, ok. Hết chân cái này nhá mọi người. Đây combo áo và sơ mi cho em này. Một cái áo này mọi người, combo này cũng tầm khoảng 45 cân mặc đẹp cho em nhá. Combo này 45 cân mặc đẹp cho em này. Rất xinh luôn này. Đây, cho em một cái áo như thế này. Áo pha tay ren như thế này cho em nhá. Crop top pha tay ren cho em. Và một áo sơ mi cho em, combo này 45 47 cân mặc đẹp cho em luôn này. Mã 39 cho em nhá. 39 cho em này. Combo áo sơ mi này đẹp lắm luôn. Hôm trước ai hỏi áo sơ mi này đây ạ. Nhanh tay cho em này. Vừa bán vừa tặng này, hàng Quảng Châu hết cho em nhá. Mọi người nhìn mác này. Mác dập này, xịn chưa đây này. Mác đều là mác đẹp này, mã 39 cho em này, hai cái này bán 70.000 cho em, một sơ mi và một áo ren rất đẹp này. Mã bao nhiêu đây? Ba mấy nhỉ? Ba mấy cho em? Mã 39 cho em này. Bao nhiêu là chia sẻ đây? Mã 39 cho em này. Thỏ đâu ơi, hôm nay em bị ẩn comment, tình yêu thông cảm giúp em nhá. Trời ơi. 39 bao tiền đây? Đẹp xuất sắc các chế. 39 hôm nay em tặng quá nhiều đồ luôn mọi người ạ. Rất là nhiều mã xinh. Ai? Thu Lê á. Ok 39 chốt Thu Lê cho em này. 70.000 này. 70.000 hay 60.000 nhỉ? 70.000 hai cái cho em này. Lên tiếp cho em nữa này. Trời ơi đẹp quá này. Cái váy này ai mà ấy đây không biết được ạ. Váy này rất đẹp này, chất rất đẹp này. Nó là hàng hãng cho em nhá, còn sót này cái váy màu đen này, tay pha này rất rất đẹp. Cái váy này em mà mặc lên thì chắc chỉ hết cho một đốt nhạc, bởi vì dưới của nó là dáng xòe này. Tay pha ren cho em này, mã này vừa bán tặng cho em này, sót cho em một chiếc này. 55.000 cho em mã này mọi người, dưới 51 cân 52 cân mặc ok cho em, dưới 51 cân tầm khoảng 47 cân mặc vẫn ok. Bởi vì size form chuẩn của nó mọi người mặc form rộng cũng được, mọi người mặc khoảng, bởi vì cái eo của nó ấy, nó không quá này, mã 40 này. 40 55.000 cho em này. 40 55.000 cho em này. Mã 40 55.000 cho em này. Đẹp lắm mọi người ơi. Ok chị Cẩm Nguyên Phạm này. Chị vừa đấy chị Cẩm Nguyên Phạm. Ok hết cho em này. Một mã combo áo đi tập của em, ai mua của em rồi thì biết này. Vừa bán vừa tặng cho em nhá, một áo đi tập cho em với cả. Ôi cái này đẹp quá này. Đây là một bộ hay sao ấy. Đây là một, đúng rồi, đây là một một áo đi tập này, áo đi tập. Có nghĩa là áo này em gọi treo là áo đi tập thôi, bởi vì sao nó màu hồng phấn. À chứ nhầm, cái dây của nó là màu ấy này. Rất xinh luôn. Đây một cái áo như thế này cho em và một cái chân váy hàng hot luôn. Combo này vừa bán tặng cho các chế nhá, là 90 hai cái, một chân váy một áo này, đẹp lắm. Đây. Một cái này là một áo, cái này là váy chứ không phải là cái chân váy, em xem có chân váy đâu này. Cái này nó là dáng váy thôi, chân váy.
đây đấy tặng đây đây chân váy nhầm đây cái này mới là quần chân váy đấy. Đây một cái chân váy chữ cho em, à chân váy như thế này này, cái combo này thì cái chân váy này mọi người tầm khoảng trên 50 cân mặc ok cho em đây, chân váy chữ như thế này thun cốt tông rất đẹp nhá, tầm khoảng 50 cân mặc ok cho em 90.000 mang 4 mấy đây anh. 41 này chị Winnie Sunny 51 cân mặc ok 41 cho em này, 90.000 này, áo rất đẹp luôn này. 41 này đẹp quá trời ơi. 41 này Winnie Sunny đây này. 90.000 cho em này. Hết combo này cho em nhá. Thôi rồi, em dừng clip đây mọi người ơi. Nốt xem mấy cái này em dừng clip nhá mọi người đây. Xem mấy cái thôi này. Em nốt tầm một cọc thôi là em dừng clip cho em lấy mấy cọc đấy. Hay lấy mấy cọc đấy. Đấy á. Đây. Một combo này nữa cho em cũng vừa bán nó tặng size L cho em, chân váy cũng size L luôn này. Một ngủ dã man nốt tầm khoảng 10 phút nữa thôi là em dừng clip các chế ơi. Đây. Mã này một áo thun này, một chân váy cho em này, combo cũng vừa bán vừa tặng cho em, chân váy thì ai mua của em rồi thì biết là chất rất đẹp. Cái chân váy mã này mọi người tầm khoảng độ 50-51 cân mặc ok cho em. Mã này rất đẹp luôn, combo này vừa bán vừa tặng cho em này. 42 cho em, vừa bán nó tặng cho em 65.000 combo này, ai nhanh tay thì được. Chân váy rất hot và áo rất hot này, nhìn của em cái mác chân váy này. Cả chân váy cả áo này đều là mác rất xịn luôn này. Thật sự là lâu lắm rồi em mới bán chiên mọi người như thế đấy mọi người ơi. Mã 42 này. 42 cho em. Ok, sẽ có cả chân váy cả quần tình yêu ơi. 42 cho em này, 50-51 cân nhá. 42 cho em này, 42 Vũ Châu Lê có hàng này. 65.000 của combo này hot hit dã man luôn, hết cho em cái này. Thực ra cái váy này ai mà đã mua của em rồi thì biết này, nó là hàng khó, hàng tuần ở bên Trung Quốc. Hàng hãng, một hãng rất là nổi tiếng là hàng Forever 21 rất đẹp. Cái hãng này thì không phải bàn cãi gì thêm mà mọi người nhìn cái chất váy cho em này. Giá tác của nó nhìn của em nhá. Cái giá tác của nó thực sự luôn. Mọi người nhìn cái váy nó là hàng hãng được tuồn ra này. Đây, cái tác của nó này rất đẹp, hàng Forever 21 chuẩn và có tác mác ở bên trong váy luôn đây cho mọi người xem, không mọi người em nói điêu. Đây này. Ở đây của nó là có một cái mác như là cắt bị cắt đây. Đây một cái mác của nó rất đẹp này. Hàng này là hàng xịn luôn chứ không phải hàng vớ vẩn cho em. Cái áo này váy này vừa bán có tặng cho em 60 này. Ai mà nhận cái này quá xuất sắc. 60 mời dưới 50 cân mặc đẹp cho em. Đây có lớp chun này. Mã bao nhiêu đây? 43 đúng không? Ngố Huyền ơi. Ngố Huyền có thấy Ngố Huyền 43 Thu Đỗ cho em. Chị Thu Đỗ vừa bán này đây. Thu Đỗ quá xuất sắc luôn. 43 Thu Đỗ cho em này. Váy này rất là đẹp. 43 Thu Đỗ cho em này. 55.000 đó. Bán 55.000 đấy sao nhỉ? 260 không nhớ đó. Đây. Lên cho em nhá. Đây đứa này. Đẹp chưa? Trời ơi. Búa tổ đứa nào mà ấy đây. Thôi cái này để trưa mai đi. Live stream trưa mai sẽ tặng cho mọi người đồ trẻ con nhá. Live stream trưa mai sẽ tặng cho mọi người đồ trẻ con nhá. Mấy cái áo trẻ con rất là xinh này. Trưa mai live stream trưa mai đi. Trưa mai em về yếm với chân váy rồi đấy. Thì để mai lấy cho mọi người nhá. Đây đứa này. Combo tiếp cho em này đẹp lắm mọi người. À, cái chân váy ngọc này còn sót 2 cái. Size M, chị nào nhanh tay thì được nhá. À cái này là size L đấy, size lớn hơn một tẹo. Hai cái này là chắc là khác này. Đẹp lắm mọi người, bên trong của nó có quần nhá. Duy nhất ngày hôm nay bán cho mọi người 36.000 duy nhất ngày hôm nay. Chân váy này dự định của em lúc đầu về, bởi vì sao nhập giá cao rồi mà, thì nó về rơi vào tầm khoảng bán cho mọi người 75.000. Bởi vì cái chân váy rất đẹp, bên trong còn quần váy nữa. Mã 44 cho em này, khỏi nói nhá, rất đẹp này. Chân váy ngọc này, bên trong có quần nhá, bên trong có quần cho em này. Bên trong có quần cho em nhá, mã này là 36.000 duy nhất ngày hôm nay. Mã này tầm khoảng độ 49 cân, 49 cân thì mặc ok cho em. 49 cân thì Trần Chi bao nhiêu cân, mã này 49 cân cho em này. 49 50 cân mặc ok, 49 cân thôi. 44 cho em 36.000 này. Bụng mọi người mà nhỏ nhỏ xinh xinh thì ok. Mã này size L nhá, còn đúng 2 chiếc thôi. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, nhanh tay thì còn nè. Mã này xuất sắc luôn, chất rất đẹp. Mã này bao nhiêu đây? 44 cho em này. 44 này, Vũ Châu Lê có hàng này. Vũ Châu Lê cho em ok, có này 36.000 này, 44 Lê Thị Hàng. Đẹp lắm mọi người. Ok tình yêu, hết cho em mã này hết. Đây nó này, combo cuối cho em này. Hai cái màu cam luôn nhá, vừa bán nó tặng hai cái 50.000 luôn này. Cái áo này thì... Cái gì? Hôm nay là cái gì? Bụng rất nhỏ xinh nhé, 76 cân. Anh Hải ơi đi cà phê không anh Hải? Chả mấy khi. Mai. Anh Hải, mai đi cà phê không? Em ơi thể ông này chơi xấu dã man, em kể cho mọi người nghe. Bóc phốt luôn. Bụng rất nhỏ xinh nhé, 76 cân. Ông Hải này là em thề mọi người luôn chơi rất xấu. Bình thường ví dụ như mọi người đi chơi ở đâu nhá thì hay có như cái kiểu ảnh như là chụp lúc dìm hàng, người ta gọi là dìm hàng lúc không đẹp nhá đúng không? Tâm sự một xíu thôi xong bán nốt. Dìm hàng nó không đẹp đúng không đằng này nhá. Ông comment giúp em mọi người mà xem cái ảnh gần nhất em đăng ấy, rất là nhiều ảnh dìm này. Hỡi này như này này. Xong rồi thì trợn trừng, nói chung rất là xấu luôn. Bình thường em mọi người trên livestream rất xinh đấy.
rất xinh nhưng mà bị dìm nhưng mà không chìm, vẫn cứ là xinh. Nhưng mà không hiểu sao em livestream comment Facebook ông ý xóa luôn một nốt nhạc mà hãm không, mọi người thấy hãm không? Livestream xóa cho một nốt nhạc mà mai thì ok, hôm nay thì không, không thấy xe à, không cái gì, lại lại chỗ chuồng lợn đấy mà này. 50.000 hai cái nhanh tay thì được này, một cái áo cam, một cái váy cam cho em này, hàng cam còn nguyên tác mát nha, váy gen cam cho em 50.000 hai cái. Đây là chung cái váy này rất là xinh. Trời nhưng mà váy này mọi người mặc váy quê nha, 50.000 này vừa bán vừa tặng, mọi người mặc cái váy bò rất xinh này, hàng gen nhá. Trời không bằng một cái em nhập luôn đi mọi người. Riêng cái váy này nhập đã cao rồi, 50.000 hai cái cho em. Mã 45 đúng không? 45 cho em, 50.000 hai cái rất xinh này. 45 cho em, 50.000 hai cái. 45 Nguyễn Hải có không giấu là được nhá. 45 chị Nguyễn Hải này. Nguyễn Hải cho em này bao nhiêu tiền đấy nhở? 50.000 đúng không? Ok 50.000 cho em này. Lên tiếp cho em mấy mã quần, mã váy này. Cái mã váy này bạn ấy bom của em này. Thực ra cũng chẳng phải bom đâu nhưng mọi người biết này. Hàng xuất sắc luôn nhá, hàng Quảng Châu World Cup này. Cái váy này ai mà nhận được em thật em phải bán được mấy trăm chiếc cái váy này rồi. Rất đẹp cái mã váy gấu này, cực kỳ xinh luôn, dáng váy gấu nhá. Bên trong của nó này, cái này hôm nay sale cho em 75.000 này, bởi vì em bán quá hot rồi. Giảm cho mọi người thôi, một cái váy 75.000 hàng cao cấp này. 75.000 cho em còn một chiếc duy nhất, mã bao nhiêu đây? 46 đúng không? 46 cho em 75.000 này. 46 cho em 75.000 này. Chị Thu Đỗ ok, chị Thu Đỗ có hàng này, 46 chị Thu Đỗ này. Trời ơi, đẹp lắm luôn, 75.000 cho em. Tay mình vào nó hợp hết pin nhỉ. Đây, hai cái này là hai cái một cái quần này. Riêng quần nhà em thì thực sự phải nói là quá đẹp. Quần cho em thôi, nốt cọc này thì nghỉ này. Quần cho em rất đẹp này. Cái quần này là size này mọi người mặc 54 cân 55 cân mặc đẹp cho em. Quần này không đẹp không lấy tiền, hôm nay sale cho em duy nhất một ngày luôn này. 65.000 cái quần này cho em. Rất đẹp. 54 cân 55 cân mặc đẹp cho em quần này. Quần này 53 54 cân này. 53 55 cân tùy bụng mọi người nhá. Nhưng quần này rất đẹp, rất đẹp. 65.000 cho em. Em nói thật là người quần này em bán mọi người đã biết rồi, 47 cho em này. Rất đẹp luôn. 65.000 mà cái quần này gọi là form dáng rất xinh, 47 cho em này. 46 là cái gì mà mua nhiều nhỉ? 47 cho em này. 47 cho em này. Winnie Sunny này đẹp lắm luôn. Quần này chị em nghĩ cũng vừa đấy chị. 65.000 thôi. Ai săn cái quần này săn nhanh lên. Đem nốt một cọc này cho em này, em dừng lít nhá. Đây. Cọc này toàn bộ là cọc set cao cấp của em cả. Đây cho mọi người xem này. Toàn bộ là set cao cấp của em và là hàng cao cấp của em hết. Nhưng duy nhất ngày hôm nay em toàn bộ đều là, toàn bộ đây mọi người nhìn này, toàn bộ đều là set cao cấp của em nhá. Nhưng mà em sẽ xả cho mọi người trong vòng hôm nay. Đây là lên đúng cho em tầm 10 đồ nữa là em dừng lít. Nhớ là chia sẻ livestream cho em nhá. 48 này. Từ từ đã, lên set sau 48 cho em này. Ủa cái này đẹp thế, mẹ con chó nó bom hàng luôn đấy. Đây, một cái set này ngoài cho em này, váy này và áo này, hàng Quảng Châu cho em nhá. Cái set này mặc cực kỳ xinh, bên trong của nó sẽ có một cái áo váy như thế này, mọi người sẽ mặc choàng lên. Cái set này rất lạ và rất đẹp. Cái này em bán trước, em bán rất đắt, một set này cho em. Và một cái gì đây, một yếm cho em này. Đó. Một set và một váy dây. Ủa cái váy dây này mình bán từ cái đợt ấy luôn này, cái váy dây này cũng rất xinh này. Đó. Hai cái này vừa bán vừa tặng cho em 100.000 hai cái luôn, rất đẹp. Mọi người mua tặng mẹ cái váy xanh này thì chuẩn không cần chỉnh. Mã này bao nhiêu đây? 4 mấy nhỉ? 48 cho em này. 48 cho em này, 48 cho em 100.000 hai cái nhanh tay thì có ok, chị Trần Chi rất đẹp cho chị Trần Chi ơi. 48 chị Trần Chi có hàng này. Trần Chi cho em này. À mà ba bảo lấy tất cát cháy là màu gì nhỉ? Một lố là bao tiền đấy nhỉ? 100.000 đúng không? Hết cho em cái này. Đây lên chia sẻ lên nhiệt tình cho em, lên xếp cho em này. Chia sẻ nhiệt tình em lên hai cái set hàng Quảng Châu này, hàng đẹp quá. Hai set này size S cho em nhá, rất đẹp này. Trời ơi. Siêu phê. Xem cái này không gì đã. Set vàng nó là hàng cao cấp, khách mà nhận được thì chỉ có mê thôi. Mà sale cho em luôn. Đây em cứ bám nhìn dần xem nó set gì size gì cho mọi người. Đây hai cái này cho em. Một quần này, một quần cho em, hai cái này đều là form size S cho em nhá. Quần này size gì đã. Ừ, hai cái quần này là form size cho em rất đẹp. 45 đến 47 cân mặc ok cho em set này. Đây lấy lên cho mọi người xem set vàng này. Chia sẻ nhiệt tình lên set này em bán gọi là một cái giá gọi là như tặng cái chế luôn, set vàng này hàng cao cấp luôn này. 65.000 một set cho em rất đẹp. 65.000 cho em mã 4 mấy đây? 49 à. 49 cho em này, hàng size cho em nha, 49 này, 65.000 này. 49 cho em này. 65.000 này đẹp lắm luôn. Ừ, set cao cấp này, cái quần của nó rất xinh. Út Nguyễn có hàng nhá, chị Út Nguyễn này. Út Nguyễn có hàng này, Út Nguyễn đi đơn cho em rồi này. Út Nguyễn cho em 49 này. 49 ok, Vũ Châu Lê có hàng này, 65.000 cho em này. 65.000 cho em Vũ Châu Lê là hết này. 49 này, nghỉ dùng ít thôi em.
Em dừng clip cái set này cuối cùng luôn, một cái kết mãn nguyện cho em. Chị có chế một cái kết livestream cực kỳ ưng ý luôn, 49 cho em. Là chị Vũ Châu Lê này. Trưa mai hứa hẹn sẽ lên một mã rất là hot. Trưa mai có một phần quà cực kỳ hot cho mọi người, Vũ Châu Lê cho em 65.000. Có nghĩa là cái phần quà này gần như chị nào cũng cần, bởi vì sao? Mùa đông ý, mọi người đi tất ý, thì có cái tất lười ý, mọi người rất là cần. Bởi vì sao mọi người đi những cái đôi giày búp bê hoặc giày thể thao mà những cái mùa này nó không lạnh lắm, hoặc những cái hôm mà không lạnh lắm, hoặc là mọi người đi giày búp bê vì cái tất lười của nó chỉ ở đây thôi. Trưa mai hứa sẽ có một cái phần quà hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn cho mọi người. Chị nào mà trưa mai xem thì sẽ rất là ưng luôn, bởi vì là sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn cho mọi người. Nên là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ livestream của em. Cảm ơn Mita mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Em từ từ nhá, mọi người lên cho em một mã này, mã 50 cho em này, cuối cùng một mã luôn. Cái mã này em coi như em vừa bán vừa tặng các chế, mã 50 cho em này. Váy rất đẹp này, một cái váy hàng hãng này, mặc rất là xinh để mọi người mặc ngủ ở nhà, cho em mã 50 để cho mọi người kết chia sẻ livestream cho em. Tặng cho mọi người mã này vừa bán vừa tặng cho em, mã này bán cho em nó bao nhiêu đây ạ? 29.000 cho em cái váy này, rất đẹp này. Đây thêm một cái đi cho tròn 50 đây, 29.000 cho em này. Chữ nổi này, váy hàng hãng cho em chữ nổi này, mác này. Đây mọi người nhá, 29.000 cho em này. Cực kỳ đẹp luôn, 29.000 cho em. 29.000 cho em. Không phải đôi tất lưới. 29 ok này, Melanie đẹp lắm luôn. Đấy nhá, 50 Melanie lên cho em này, 29.000 luôn. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem livestream của em. Cảm ơn Samita. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mã 50 cho em này. Melanie lên này. Bao tiền đấy nhở? 29.000 ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn Samita mọi người.